Độc Tôn Truyền Kỳ, Thanh Vân Môn, Lâm Nhất. Tập 60. Khí tức trên người hắn khác biệt hoàn toàn, chỉ nhìn đã biết là tán tu. Dám đơn độc đến đây tranh đoạt Kim Liên Tử Hỏa với đệ tử của các thế lực chuẩn bá chủ thì chắc chắn là rất tự tin với thực lực của chính mình. Liễu Vân Yên nhìn về phía người này, khẽ giọng đáp, người này tên Diệp Thương Minh, nửa năm trước lưu lạc đến trong biên cảnh U Châu. Chẳng qua, nghe nói hắn vốn không phải là tán tu, là một đệ tử phản bội nào đó của tông môn cấp bậc bá chủ. Người này tương đối đáng sợ, nửa năm này ở trong biên cảnh U Châu không hề giết đệ tử tông môn nào nhưng vẫn luôn tiêu dao đến giờ. Trong lúc nói chuyện, Diệp Thương Minh đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt liếc về phía này. Hai mắt khẽ híp lại, nhìn về phía Lâm Nhất nở nụ cười dữ tợn. Ánh mắt Lâm Nhất nhìn thẳng qua, không hề sợ hãi. Đối phương dám phản bội tông môn thì ắt phải có bản lĩnh. Nhưng hắn cũng từng chém giết không ít những kẻ thuộc cảnh giới âm huyền đại thành. Trước mắt thực lực đã tiến bộ cực lớn, cho dù có đối mặt với người cảnh giới âm huyền đại thành thì cũng sẽ không có gì phải sợ, huống hồ là Diệp Thương Minh ở cảnh giới âm huyền tiểu thành. Người kia nhìn chằm chằm Lâm Nhất một hồi mới nhắm mắt lại lần nữa. Ngoài ra, sợ là còn có một số kẻ mạnh ẩn nấp trong bóng tối mà ta chưa phát hiện ra. Liễu Vân Yên khá là cẩn trọng, không hề tỏ vẻ biết tuốt. Lâm Nhất bỗng nhiên cảm nhận được một số luồng hàn ý, thuận theo hàn ý nhìn qua, khẽ cười nói, cô nhìn sang bên kia. Lâm Vân Yên nghe tiếng nhìn qua, sắc mặt thoáng thay đổi, người của Lầu Huyết Vũ đến rồi, tốc độ cũng không chậm. Đối phương chính là Phan Nhạc và Lãnh Giật. Hai người lạnh lùng nhìn đám người Lâm Nhất, không hề tỏ ra manh động, đưa theo người của Lầu Huyết Phú rời đi xa. Trên con đường thông đến Hồ Tử Vân, đám yêu thú đang bạo động kia chính là một ngưỡng cửa. Nếu như bây giờ còn không đến kịp thì chắc chắn là đã vô duyên với Kim Liên Tử Hỏa. Thời gian dần trôi, không biết từ lúc nào sương mù bao phủ trên mặt Hồ Tử Vân đã tan sạch. Uỳnh! Không hề báo trước. Cả một vùng đất bỗng rung chuyển, mặt mọi người biến sắc. Đều có thể cảm nhận được rõ ràng linh khí bốn phía đang trở nên khô nóng. Giống như có vô số yêu thú khủng khiếp đang sắp được sinh ra, ai nấy đều cảm nhận được áp lực vô cùng lớn. Tử hỏa sắp rơi xuống rồi sao? Tất cả mọi người ngưng thở tập trung, không dám lơ đễnh. Bỗng nhiên, cuồng phong nổi lên, lôi vân phủ kín trời. Giữa không trung có lôi hỏa màu tím đổ xuống ào ào như mưa. Trên không trung, ngọn lửa tím hừng hực rơi xuống như mưa. Cảnh tượng đó khá mơ mộng. Thậm chí còn có người muốn đưa tay ra chạm vào cơn mưa tím tuyệt đẹp này. Nhưng không ai ngu ngốc đến mức làm như vậy, mọi người đều có thể cảm ứng được cơn mưa tím kia ẩn chứa một năng lượng khủng khiếp. Đó là lửa tím được tạo thành từ lôi điện và hỏa diễm, nếu như bất cẩn sẽ bị đốt thành cho bụi. Rầm rầm. Mưa tím rơi xuống mặt hồ mênh mông, ngay sau đó bốc lên hỏa diễm vô tận, giống như biển lửa không có điểm cuối. Sau sự phấn khích ban đầu, đám người thư viện Thiên Phủ dần bình tĩnh lại. Ai cũng biết khi cơn mưa tím này ngừng rơi sẽ diễn ra một cuộc hỗn chiến kinh khủng. Nhìn về phía giữa hồ, trong ngọn lửa tím mênh mông, những đóa kim liên tử hỏa ngủ say kia đang trải qua sự lột xác như kén ve khi mặt hồ rung chuyển. Ngoài họ ra, lúc này Hàn Phi dẫn đầu Phủ Tam Tuyệt, Nhiếp Phong dẫn đầu Lầu Tàn Kiếm, Phan Nhạc của Lầu Huyết Vũ và Diệp Thương Minh đi một mình đều nhìn chằm chằm vào đóa kim liên tử hỏa đang được thanh lọc ở chính giữa hồ kia. Toàn thân nó như ngọc, óng ánh trong suốt, kim liên tử hỏa như một mỹ nhân tuyệt thế, sau khi được lửa tím tưới thoạt nhìn không giống như vật phàm. Sự huyền diệu của nó khiến người ta si mê. Chỉ vừa mới nhìn, Lâm Nhất đã có thể cảm nhận được chân nguyên trong cơ thể mình khó có thể kiềm chế, muốn đem đóa kim liên tử hỏa kia bỏ vào túi. Đây là dục vọng bản năng, đặc biệt là võ giả đang dừng ở cảnh giới bán bộ tử phủ như hắn. Bất luận là cơ thể hay tâm hồn đều không thể kiềm chế niềm khao khát với kim liên tử hỏa. Ngược lại trông Liễu Vân Yên rất bình tĩnh. Đối với khát khao có được kim liên tử hỏa, nàng ta chủ yếu vì hoàn thành nhiệm vụ. Trở thành đệ tử nòng cốt. Các cao thủ xung quanh Hồ Tử Vân đều nhìn thẳng vào nó, không hề che giấu khát vọng trong mắt mình. Răng rắc. Giữa hồ có thứ gì đó vỡ ra,
âm thanh giòn giã, vang dội, làm rung động lòng người. Đó là một cây kim liên tử hỏa nở rộ hoàn toàn, cánh hoa màu tím óng ánh như bảo ngọc, tâm sen màu vàng chói mắt như lửa. Trong ánh lửa tím ngút trời, tia sáng vàng ấy vô cùng nổi bật và rực rỡ. Một cây. Đám người xung quanh Hồ Tử Vân lập tức phấn khích, đây là một cây kim liên tử hỏa đã trưởng thành. Để vượt qua kiếp nạn, dục hỏa trùng sinh, đi đến một bước này thì không dễ dàng chút nào. Mọi người kìm nén biểu cảm phấn khích, không dám manh động. Đây chỉ mới là bắt đầu, tiếp theo sẽ còn nhiều hơn nữa, nếu may mắn sẽ sinh ra hơn 10 cây kim liên tử hỏa trưởng thành. Đây chính là kim liên tử hỏa ư. Không giống với những người khác, khi nhìn thấy cây kim liên tử hỏa chân chính này, Lâm Nhất bình tĩnh đến lạ thường. Vào lúc này, Hồ Tử Vân thoạt nhìn tĩnh lặng không hề yên bình như trong tưởng tượng. Hai cây. Ba cây. Chấm chấm chấm. 10 cây. Khi mưa tím rơi, từng cây kim liên tử hỏa lần lượt nở rộ. Khi chúng mọc đến cây thứ 10, cơn mưa lửa nhỏ dần, những cây kim liên tử hỏa chưa trưởng thành trên mặt nước bị đốt cháy hầu như không còn. Chúng tựa mỹ nhân hương tan ngọc nát, cứ thế rời đi. Có vẻ như chỉ có 10 cây. Mọi người hơi thất vọng, mọi khi kim liên tử hỏa trưởng thành ít nhất cũng 15 cây, nhiều thì 30 cây. Trong tình huống chỉ có 10 cây, cuộc tranh đoạt nhất định sẽ tàn khốc và đẫm máu hơn. Khi thấy cơn mưa tím tầm tã chỉ còn rơi từng giọt xuống hồ, đám người fan nhạc của Lầu Huyết Vũ, Hàn Phi của Phủ Tam Tuyệt và Nhiếp Phong của Lầu Tàn Kiếm đều không hành động thiếu suy nghĩ. Họ đều biết rõ thời điểm này không phải ra tay trước là có thể giành lợi thế. Nếu bất cần bị người khác tập kích sẽ lập tức trở thành con chốt thí. Ai cũng ngoài cười nhưng trong không cười, âm thầm thủ thế, chờ xem ai là người sẽ ra tay trước. Grrr. Nhưng vào lúc này, một tràng tiếng dã thú gầm thét vang lên, hơn 10 con yêu thú tinh anh cảnh giới âm huyền tiểu thành niên cuồng xông tới, rất nhiều người ở phía sau còn chưa kịp phản ứng đã la hét thê thảm. Chết ngay tại chỗ. Hô! Những con yêu thú cảnh giới âm huyền tiểu thành này tràn ngập khí tức cuồng bạo. Chúng bay về phía hồ nước, sau khi đáp xuống, những ngọn lửa tím hừng hực trên mặt hồ bao phủ lấy cơ thể chúng. Rầm rầm! Tuy rằng những con yêu thú này có da rất dày và sức phòng ngự đáng kinh ngạc, chúng vẫn bị bỏng nặng. Nhưng dù vậy, chúng vẫn lao thẳng về phía 10 cây kim liên tử hỏa đã trưởng thành giữa hồ kia như đang nổi điên. Ra tay. Dị biến đột ngột xảy ra khiến Lầu Tàn Kiếm lập tức biến sắc, không thể tiếp tục giữ bình tĩnh. Các đệ tử Lầu Huyết Vũ dẫn đầu nhảy về phía mặt hồ. Chết tiệt, mau ra tay, dù thế nào cũng không thể để kim liên tử hỏa bị yêu thú làm hỏng. Hàn Phi của Phủ Tam Tuyệt cũng biến sắc. Võ giả nhân loại đoạt được kim liên tử hỏa thì vẫn còn cơ hội giết người cướp bảo, nhưng yêu thú sẽ nuốt thẳng vào bụng. Một đám người lập tức chen lấn nhau lao về phía kim liên tử hỏa. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Giết! Tia sáng lạnh lóe qua trong mắt Liễu Vân Yên, nàng ta không chút do dự, dẫn theo các đệ tử thư viện thiên phủ xông lên. Một cuộc chiến khốc liệt lập tức diễn ra trên hồ Tử Vân. Võ giả nhân loại đều ngầm hiểu ý nhau, đặt mục tiêu vào yêu thú. Trước tiên giải quyết yêu thú, sau đó tranh đoạt kim liên tử hỏa. Thú vị! Nhìn các thế lực lớn vứt bẻ thành kiến, nhất trí nhằm vào yêu thú, tán tu Diệp Thương Minh ngoài mặt thì cười, nhưng trong lòng lại cười mỉa mai. Hắn ta không đứng yên nữa, giơ tay rút một thanh trường thương màu đen ra, mũi thương ánh tia sáng lạnh. Nhắm thẳng vào đám yêu thú đang lao về phía kim liên tử hỏa trên mặt hồ. Hắn đứng giữa không trung trở tay chém mạnh một thương xuống dưới. Ầm! Thương mang lạnh lẽo kèm theo lưu quang màu máu nhanh như chớp đâm về phía một con yêu thú ở giữa. Máu tươi bắn tung tóe, con yêu thú tinh anh cảnh giới âm huyền tiểu thành lập tức bị đánh lui. Thương pháp này cũng mạnh đấy. Thấy thế, trong mắt Lâm Nhất lóe lên ánh sáng kỳ lạ. Không hổ là kẻ dù phản bội tông môn vẫn có thể ung dung tự tại đến tận bây giờ. Thương pháp của hắn ta mạnh mẽ bá đạo, nhanh như tia chớp, cũng khá có bản lĩnh. Với đối thủ cùng cảnh giới, e rằng chỉ miễn cưỡng đỡ một thương của hắn ta đã mất đi khả năng chiến đấu rồi.
Vào lúc Diệp Thương Minh ra tay, bên ngoài Hồ Tử Vân không có một ai ở lại, tất cả đều tham gia vào trận chiến với yêu thú này. Liễu Vân Yên đang đánh nhau chợt nhìn sang, Lâm Nhất, nhớ giữ sức, ngươi còn phải đề phòng lãnh giật, đợi thời điểm thích hợp thì tạo cơ hội cho ta, ta sẽ cướp đi Kim Liên Tử Hỏa. Được, ta biết rồi. Lâm Nhất rất bình tĩnh, đâu chỉ phải đề phòng lãnh giật, những người ở đây đều không phải kẻ dễ bắt nạt. Những người đang hòa thuận cùng giết yêu thú bây giờ sớm muộn gì cũng sẽ trở mặt. Chỉ xem là ai sẽ ra tay trước thôi. Kịch hay chỉ vừa mới bắt đầu. Tử hỏa quá kinh khủng. Vào khoảnh khắc bước lên mặt hồ, Lâm Nhất lập tức cảm nhận được sóng nhiệt đến từ Hồ Tử Vân. Hắn chỉ đứng yên ở trên đó đã cảm thấy khó chịu rồi, nếu rơi xuống thì thật sự khó nói trước được. Lâm Nhất tu luyện long tượng chiến thể, cũng không quá cần đến chân nguyên hộ thể, nhưng những người khác thì không dễ chịu như thế. So với những yêu thú da dày thịt béo kia, võ giả loài người cần quá nhiều chân nguyên hộ thể sẽ bị yếu thế. Lúc này, trận chiến trên mặt hồ rất tàn khốc, đã trở nên cực kỳ quyết liệt. Không ai muốn Kim Liên Tử Hỏa bị yêu thú phá nát. Chỉ cần một đóa trong 10 đóa bị dẫm nát thì sẽ mất đi một đóa, không ai không đau lòng cả. Cũng không phải không có người muốn dở trò, thừa nước đục thả câu, lặng lẽ tiến đến gần giữa hồ, nơi Kim Liên Tử Hỏa mọc ra. Nhưng còn chưa đi xa đã bị ngọn lửa vàng bốc lên từ trong Kim Liên Tử Hỏa đánh bay, sau đó chết dưới móng vuốt của yêu thú một cách thê thảm. Địa bảo thiên tài cấp bậc này thường đều có linh tính. Muốn hái được nó không phải chuyện dễ dàng, bên trên nó ẩn chứa kim hỏa tử lôi, uy lực khá đáng sợ. Không biết từ bao giờ, trên mặt hồ cũng có máu tươi lan ra. Thời gian dần rồi, ưu thế về số lượng của võ giả loài người dần hiện rõ, yêu thú rơi vào thế yếu. Nhưng những yêu thú bị ép đến bước đường cùng này cũng không ngồi chờ chết. Bọn chúng không ngừng sử dụng những thủ đoạn liều mạng. Có con phun lửa độc, chỉ cần dính vào sẽ bị chúng độc nặng. Có con thiêu đốt huyết mạch, thực lực tăng vọt, chỉ cần vung móng vuốt lập tức đập chết người. Yêu thú ở đây đều là tinh anh trong cùng cảnh giới, bình thường đều độc chiếm một phương. Chẳng những có thực lực mạnh mẽ còn cực kỳ xảo trá, khá là khó đối phó. Trên hồ Tử Vân rộng lớn lập tức có những cơn sóng mạnh dâng lên, máu tươi bắn tung tóe, hồ nước màu tím dần bị nhuộm bởi màu đỏ tươi chói mắt. Chỉ có 10 đóa kim liên tử hỏa ở giữa hồ vẫn sáng lấp lánh, lóe lên màu sắc tuyệt đẹp, rung động lòng người. Đám yêu thú này quá khó đối phó. Rất nhiều đệ tử của tông môn đều tái mặt, cảm thấy trận chiến tàn khốc này quá vất vả. Liễu Vân Yên vừa chém chết một con yêu thú, còn chưa kịp nghỉ xả hơi thì lại có một con huyền thiết ma viên nhào về phía nàng ta. Sắc mặt Liễu Vân Yên hơi thay đổi, trong mắt nàng ta lóe lên vẻ quyết đoán. Yêu thú này xuất hiện quá bất ngờ, khiến nàng ta trở tay không kịp, nếu ra tay nữa thì cũng đã muộn. Trừ khi sử dụng thủ đoạn của huyền sư, nếu không chắc chắn nàng ta sẽ bị thương. Nhưng vẫn chưa đến thời khắc mấu chốt, để lộ lá bài tẩy sớm như thế rõ ràng không đúng lúc. Vù. Lúc này, một tia kim quang chói mắt kèm theo tiếng xé gió chói tai bay đến từ sau lưng. Lâm Nhất tựa như kim ô nhanh chóng lao tới. Hắn giơ tay, sức mạnh nhị thập đỉnh dâng lên. Gào. Âm thanh long tượng cổ xưa như tiếng sấm nổ vang trên không trung, đinh tai nhức óc. Con ma viên khổng lồ kia rên lên một tiếng, bị đánh bay ra ngoài. Lúc rơi xuống, trên mặt nước có cột sóng mấy chục trượng cuộn trào. Trong cột sóng có ngọn lửa và điện quang đùng đùng chớp lóe. Cảm ơn. Liễu Vân Yên trần trừ một lát rồi cất lời. Lâm Nhất cười khẽ, không dễ dàng gì mới nghe thấy hai chữ này từ trong miệng nàng ta. Nhưng bây giờ không phải lúc nói đến vấn đề này, Lâm Nhất giơ tay chỉ về một hướng, trầm ngâm nói, cô nhìn bên kia đi. Liễu Vân Yên nhìn theo hướng ngón tay hắn, nhìn thấy lãnh giật mặc áo đen đang thổi một ống sáo làm bằng xương. Sau tiếng thổi sáo của hắn ta, lại có hai con huyền thiết ma viên trong đám yêu thú còn sót lại chạy nhanh về phía thư viện thiên phủ. Đáng ghét! Liễu Vân Yên lập tức nổi giận, sát khí dâng lên. Lãnh giật buông ống sáo xuống, dưới mặt nạ là nụ cười châm chọc,
sau đó hắn ta lặng lẽ lùi lại bên cạnh Phan Nhạc. Trong mắt Phan Nhạc lộ vẻ đắc ý, hắn ta cười nói, Liễu Vân Yên, ta đi trước một bước, cô từ từ chơi với mấy con yêu thú này đi. Ầm ầm. Bọn họ còn chưa kịp suy nghĩ, hai con ma viên vừa chạy tới và con ma viên vừa ngã trên mặt hồ khi nãy cùng nhau tấn công người của Thư viện Thiên Phủ. Ba con ma viên tựa như ba ngọn núi chạy nhanh trên mặt đất bằng phẳng. Khí thế đáng sợ kết hợp với nhau, nước hồ thoáng chốc cuộn trào, tạo thành cột sóng cao mấy chục trượng. Nước hồ Tử Vân được tạo thành từ điện tương và hỏa diễm, uy lực rất đáng sợ. Cơn sóng khổng lồ cao mấy chục trượng kéo tới, giống như một ngọn núi lửa nguy nga đảo ngược, mang theo tia chớp đáng sợ như muốn nuốt sống mọi người. Sắc mặt Lâm Nhất và Liễu Vân Yên lập tức thay đổi. Hai người không ngờ sau khi đám huyền thiết ma viên cuồng bạo này liên thủ lại trở nên đáng sợ như vậy. Phút chốc, trong mắt cả hai lóe lên tia sáng khác thường. Bọn họ không chút do dự, đồng loạt ra tay. Tứ ấn hợp nhất. Sắc mặt Lâm Nhất vô cùng nghiêm túc, trong tiếng rồng ngâm hổ gầm, kim cương ấn, phá không ấn, phục ma ấn, chư thiên ấn xếp chồng lên nhau, trên người hắn bộc phát khí thế không hề thua kém cảnh giới âm huyền tiểu thành. Thậm chí còn có phần vượt hơn. Chân nguyên sôi trào hòa cùng khí lực cuồng bạo, dưới sự hợp nhất của bốn ấn, toàn thân Lâm Nhất phát ra hào quang rực lửa, hệt như một cái lò luyện cực kỳ đáng sợ. Hàn xương chi tinh. Sắc mặt Liễu Vân Yên tối sầm, lộ vẻ lạnh lùng, toàn thân nàng ta bắn ra vô số tia sáng, ngay sau đó, những đốm sáng bao phủ khắp người nàng ta hệt như một tinh hệ bao la vô tận. Đến khi tinh hệ rét lạnh kia sắp diễn hóa đến đỉnh phong, Liễu Vân Yên bay vọt lên, chém ra một kiếm. Ngay khi cơn sóng thần hung hãn đằng xa sắp cuốn phăng tất cả, hai người đồng thời xuất chiêu. Rầm, 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 rầm. Một tiếng nổ rung trời vang lên, cơn sóng thần khiến lòng người hoảng sợ phút chốc tan biến, hóa thành một trận mưa màu tím ẩm ẩm chút xuống. Dư chấn lan ra, sóng khí cuộn trào. Giống. Còn chưa kịp mừng rỡ thì ngay khi con sóng kia bị phá tan, tiếng gầm gừ vọng đến, ba con huyền thiết ma viên lao vọt về phía bọn họ. Giết! Các đệ tử thư viện đã sớm vận sức chờ phát động tấn công, sắc mặt hai người Lâm Nhất không đổi, tiếp tục ra tay, giằng con với ba con huyền thiết ma viên kia. Đám người của thư viện Thiên Phủ đang trong tình trạng chiến đấu cùng yêu thú, nhưng bọn họ thật sự không dám đối mặt trực diện với huyền thiết ma viên. Nên đã thả chúng đi. Với thực lực của hai người Lâm Nhất thì dư sức đối phó ba con huyền thiết ma viên. Tuy nhiên, muốn giết chúng cần phải tiêu hao một khoảng thời gian ngắn, vì thế bất đắc dĩ cả hai đều bị kiềm chân. Hai người này cũng có vài phần bản lĩnh, thế nhưng, ba con huyền thiết ma viên đã đủ để ngăn cản bọn họ. Muốn đấu với ta à? Còn kém xa lắm, Phan Nhạc quay đầu nhìn, tỏ vẻ khinh thường và lạnh lùng nói. Lãnh Giật liếc nhìn, sau đó nhếch môi nở một nụ cười dữ tợn. Hắn ta ngẩng đầu nhìn về phương xa, trầm giọng nói, đợi lát nữa sẽ xử lý hai người này sau, hiện tại giải quyết Diệp Thương Minh trước đã, một thân huyết vân kiếm pháp của tên này khá khó nhằn. Ngay cả một tên tà tu quỷ đạo như Lãnh Giật còn cảm thấy kiêng kỵ thì có thể thấy được thực lực của Diệp Thương Minh mạnh đến mức nào. Phan Nhạc lắc đầu. Khẽ nói, loại người thích hành động một mình thì dù thực lực có mạnh đến mức nào đi nữa cũng bằng thừa. Thử hỏi sau khi hắn cướp được Kim Liên Tử Hỏa thì sao? Thật ra, cần phải chú ý là Hàn Phi của Phủ Tam Tuyệt và Nhiếp Phong của Lầu Tàng Kiếm. Xíu. Thế nhưng, ngay khi hắn ta vừa dứt lời, trong hồ Tử Vân bỗng vọng ra tiếng kiếm ngân lanh lảnh, kiếm ý khủng bố quét qua bốn phương tám hướng, trong trời đất chỉ còn âm thanh vù vù. Kiếm ý bán bộ tiên thiên. Sắc mặt Phan Nhạc và Lãnh Giật thoáng thay đổi, vội quay đầu nhìn lại thì thấy ở nơi tận cùng tầm mắt, trên mặt hồ đột nhiên bốc lên một luồng sáng đỏ sẫm, tiếp đó, một con yêu thú tử phủ cấp tinh anh bị chém thành hai nửa giữa không trung. Trong làn sương máu mịt mờ, một bóng người vọt lên nắm lấy yêu đan. Người nọ hệt như một mũi tên rời cung, hóa thành một luồng sáng vọt về phía trung tâm hồ nước, thân pháp nhanh đến đáng sợ. Diệp Thương Minh. Phan Nhạc và Lãnh Giật tức giận kêu lên một tiếng. Giữa không trung, Diệp Thương Minh đang lao đi với tốc độ xé gió, hắn ta thoáng quay đầu nhìn lại, khi thấy hai người nọ, khóe miệng hắn ta nhếch lên,
nở một nụ cười châm chọc. Đuổi theo. Sắc mặt hai người tối sầm, có cảm giác như bị chơi xỏ. Bọn họ dồn hết tâm trí giữ chân đối thủ mạnh nhất, nếu để tên Diệp Thương Minh này đoạt được Kim Liên trước thì há chẳng phải trò cười hay sao? Rốt cuộc, hai người cũng bất chấp tất cả, bay vọt lên, hệt như tia chớp lao về phía hồ nước, không dám chần chừ. Kiếm ý bán bộ tiên thiên của tên này quả thật rất đáng sợ. Ánh mắt Nhiếp Phong của Lầu Tàn Kiếm lóe lên tia thận trọng, hắn ta không chút do dự, trầm giọng nói yểm hộ ta. Ngay lập tức, các đệ tử còn lại của Lầu Tàn Kiếm đồng loạt ra tay. BOANG. Kiếm thế cực kỳ hung tàn hệt như một ngọn núi sừng sững mọc lên từ mặt đất, hoàn toàn áp chế hai con yêu thú tử phủ cấp tinh anh. Nhân cơ hội đó, Nhiếp Phong hóa thành một luồng kiếm quang, lướt đi như tia chớp. Mày hắn ta khẽ cau lại, chiến ý trong mắt hừng hực cháy, mang theo kiếm thế lân tuân xông đến nơi Kim Liên Tử Hỏa được sinh ra đời. Bên kia, dưới sự yểm hộ của một lượng lớn đệ tử, Hàn Phi của Phủ Tam Tuyệt đã thoát thân. Lúc này, hễ là võ giả có cơ hội thoát ra thì đều dứt khoát không rằng co với yêu thú, mà lập tức xông đến giữa hồ. Khế ước ngầm đã bị phá vỡ, mục tiêu của tất cả mọi người chỉ có một, đó chính là món bảo vật hiếm thấy trong thiên địa vẫn luôn được chú ý Kim Liên Tử Hỏa. Đáng chết! Liễu Vân Yên khẽ mắng, hiển nhiên là vì Lãnh Giật đã cố ý đẩy cho bọn họ ba con yêu thú tử phủ, hơn nữa, bản thân các đệ tử thư viện thiên phủ còn đang giằng co với hai con yêu thú tử phủ khác. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ không cách nào thoát ra được. Lâm Nhất, người yểm hộ ta, hết cách rồi, nếu chậm một bước nữa thì xem như đã muộn. Sắc mặt Liễu Vân Yên lộ vẻ nghiêm túc, thấp giọng nói. Cùng lúc đối mặt với ba con huyền thiết ma viên quả thật có hơi quá sức với Lâm Nhất, chỉ cần một chút sơ sẩy, rất có thể hắn sẽ bị trọng thương. Dù sao thì, ba con huyền thiết ma viên này có thực lực rất mạnh, vượt xa những yêu thú khác. Tên Lãnh Giật kia đã cố tình chọn lựa thật kỹ, vốn muốn chơi khâm hai người họ. Liễu Vân Yên, hay là cô yểm hộ ta đi? Ngay khi Liễu Vân Yên định vọt lên trước thì một bàn tay đặt lên vai nàng ta, ấn mạnh xuống. Bàn tay kia mang theo sức mạnh cực kỳ khủng bố, chỉ một thoáng phân tâm, Liễu Vân Yên đã bị Lâm Nhất đẩy ra sau. Nàng ta giật mình hoàn hồn, kinh ngạc nói, Lâm Nhất, người định làm gì? Ta không có thói quen trốn sau lưng phụ nữ, ngoan ngoãn ở đây đợi ta. Cô muốn Kim Liên Tử Hỏa, ta sẽ giành lấy cho cô, tuy nhiên, cô phải nhớ kỹ giao hẹn của chúng ta. Thiếu niên khẽ cau mày, duệ khí giữa hai đầu lông mày tản ra, sắc mặt tỏa sáng như ánh mặt trời. Không đợi nàng ta kịp phản ứng, Lâm Nhất đã hóa thành một luồng sáng vàng, vọt vào giữa ba con huyền thiết ma viên. Mắt ba con yêu thú long lên sòng sọc, không chút do dự đánh về phía hắn. Cái tên này! Liễu Vân Yên cắn răng, không cách nào phản bác được. Yêu thú có đáng sợ thì cũng không bằng võ giả âm hiểm, so với việc ngăn chặn ba con huyền thiết ma viên thì tranh đoạt Kim Liên Tử Hỏa nguy hiểm hơn rất nhiều. Nàng ta muốn hắn ở lại đây cũng vì nguyên do đó. Nhưng không ngờ Lâm Nhất lại tự chủ trương xông lên trước. Công kích của huyền thiết ma viên đã sắp nện lên người Lâm Nhất, nhưng hắn vẫn không né tránh. Bị ép vào đường cùng, Liễu Vân Yên buộc phải ra tay. Băng xương hoa khai. Lâm Nhất bay vọt lên trời, ngay sau lưng hắn, một đóa hoa băng cực lớn từ từ nở ra. Ngay khoảnh khắc đóa hoa kia nở rộ, kiếm quang trong tay sộc thẳng lên trời, đạt đến độ cao 10 trượng. Đối mặt với công kích của Lâm Nhất, ba con huyền thiết ma viên cảm nhận được uy hiếp chí mạng, bất đắc dĩ phải từ bỏ, đồng loạt xoay người, xông về phía luồng sáng rét lạnh phát ra từ một kiếm mang theo uy lực kinh người kia. Cảm ơn! Lâm Nhất quay đầu, nháy mắt với Liễu Vân Yên, sau đó lách người, hoàn toàn thoát khỏi đám huyền thiết ma viên. Sau khi hạ xuống mặt nước, kim ô ấn lóe sáng sau lưng hắn. Lâm Nhất lập tức hóa thành một luồng sáng vàng rực, lao vào đến nơi Kim Liên Tử Hỏa sinh ra đời. Thất huyền bộ của Lâm Nhất đã sớm đạt đến hóa cảnh, tốc độ cực nhanh, trên đường đi, hắn dễ dàng tránh đi rất nhiều trở ngại cùng với vô số công kích ác liệt. Với thân pháp nghịch thiên này, chẳng mấy chốc, hắn sẽ đuổi kịp nhóm người đi đầu. Bỗng nhiên,
sau lưng xuất hiện một luồng gió lạnh, trong đó ẩn chứa đao ý cực kỳ bá đạo, hệt như mưa to gió lớn đánh úp về phía hắn. Tường Long Tại Thiên. Lâm Nhất cũng không ngoái đầu nhìn, xuất ra chín long ảnh đang điên cuồng gào thét. Đến khi năm ngón tay hắn siết lại thành nắm đấm, toàn bộ long ảnh đã bị khống chế trong lòng bàn tay, Lâm Nhất xoay người, hung hăng đánh ra một quyền. Ầm. Lưỡi đao mang theo khí lạnh đáng sợ còn chưa hoàn toàn bổ xuống thì đã bị một quyền này đánh nát. Quay về đi. Tám người vừa ra tay đều là đao khách của Phủ Tam Tuyệt. Bọn họ nghe theo mệnh lệnh của Hàn Phi, chuyên chặn ở đây để ngăn những đối thủ có ý định tranh đoạt Kim Liên Tử Hỏa. Rồi nhắn nhiều thật. Lâm Nhất thu lại nụ cười trên môi, ngay sau đó, ánh mắt hắn lóe lên tia sáng lạnh, hai tay giang mạnh ra. Thất huyền bộ, kim ô tung cánh. Vèo. Thân như kim ô thượng cổ, mỗi một bước tạo thành từng đợt chấn động, tiến gần đến trước mặt tám người kia. Dấu ấn cổ xưa ngưng tụ ngọn lửa long tượng ở ngực bỗng kích hoạt, hình xăm dường như tồn tại từ thời đại man hoang lan ra khắp toàn thân, lửa long tượng màu tím trong kinh mạch lập tức thiêu đốt. Tử Diên kiếm kình sắc bén và bá đạo hòa hợp cùng Tử Diên kiếm kình cổ xưa và thô bạo tạo thành sức mạnh kinh người, tràn ngập toàn thân Lâm Nhất. Hắn xông về phía tám người kia, hai đấm điên cuồng vung ra. Quyền như kiếm, cùng với âm thanh long tượng khủng bố, lao đi với tốc độ tia chớp. Muốn chết. Nhìn thấy Lâm Nhất không biết tự lượng sức, lại còn dám chạy đến gây rắc rối, đám người của Phủ Tam Tuyệt tức giận không thôi. Tuy nhiên, sát chiêu mà tám người họ cùng liên thủ để thi triển lại dễ dàng sụp đổ ngay khi va chạm với quyền của Lâm Nhất, không cách nào chống đỡ nổi. Phụt. Lực lượng long tượng khủng bố nương theo kiếm kình ác liệt xâm nhập vào cơ thể bọn họ, sắc mặt mấy tên đao khách trở nên tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi. Ngay sau đó, tám người bị lực lượng ẩn trong quyền đồng loạt đánh bay ra ngoài. Bọn họ rơi thẳng xuống mặt hồ làm bọt nước bắn lên tung tóe, sắc mặt cả đám trông vô cùng đau đớn, không có sức đánh tiếp nữa. Thật mạnh! Người kia là ai? Từ đâu xuất hiện? Hình như tên là Công Tử Táng Hoa thì phải, trước đó, đồ đệ của U Vân Lão Quỷ đã chịu không ít thiệt thòi bởi hắn. Tình hình cực kỳ hỗn loạn. Lâm Nhất ra tay mạnh mẽ đánh bại tám gã đao khách của Phủ Tam Tuyệt, khiến mọi người phải lau mắt mà nhìn, đồng thời cũng khiến nhiều người để mắt đến. Ngăn hắn lại. Đám người Hàn Phi, Phan Nhạc đang hướng về phía giữa hồ cũng quay đầu nhìn lại, khi thấy cảnh tượng vừa diễn ra, trong mắt bọn họ lóe lên tia chấn động. Một quyền đã có thể đánh bại tám gã đao khách của Phủ Tam Tuyệt. Dù là bọn họ cũng khó mà làm được chuyện như vậy. Nhưng Lâm Nhất lại ra tay một cách rất hời hợt và lưu loát. Sao tên này có thể làm được chứ? Liễu Vân Yên đang đối phó với ba con huyền thiết ma viên cũng nhìn thấy cảnh này, ánh mắt nàng ta lóe sáng. Nhưng còn chưa kịp vui mừng vì Lâm Nhất thì từ bốn phương tám hướng, có vô số bóng người lần lượt xuất hiện và lao về phía hắn. Các đệ tử của Lầu Huyết Vũ, Phủ Tam Tuyệt và Lầu Tàn Kiếm quyết định ngừng chém giết lẫn nhau, đồng loạt xông về phía Lâm Nhất. Cây có mọc thành rừng thì vẫn bị gió thổi bật rễ. Sắc mặt Liễu Vân Yên thay đổi, biển người mênh mông như thế, dù là ai thì cũng khó mà chống đỡ nổi. Một khi bị bao vây, đừng nói thoát thân, e là giữ mạng cũng khó. Đúng là xem trọng tại hạ, tuy nhiên, ngăn được tà ư. Mắt thấy vô số người từ bốn phía vào đến cùng với âm thanh gào thét đòi chém giết khiến trời đất đổi màu, sắc mặt Lâm Nhất có hơi thay đổi. Hoa Tử Diên hệt như một khối băng ở vùng đan điền lẳng lặng tách ra từng cánh, đợi đến khi 72 cánh hoa đã hoàn toàn nở rộ, Lâm Nhất xòe bàn tay ra, từ từ vỗ xuống mặt hồ. Tay hắn rơi xuống rất chậm, chậm hơn nhiều so với những bóng người đang lao đến kia. Thế nhưng trong lòng bàn tay hắn lại ẩn chứa khí thế vô biên, Tử Diên kiếm kình chảy xuôi trong huyền mạch hệt như giang hà bạc trắng đang ào ào đổ về một phía. Khi đệ tử của tất cả các tông đang lao đến chỉ còn cách hắn chưa đến 100 mét thì rốt cuộc bàn tay hắn cũng hoàn toàn chạm vào mặt nước. Cú va chạm này khiến mây gió biến đổi, trời đất rung chuyển. Không một dấu hiệu báo trước, mặt hồ rộng hơn 1000 mét xung quanh hắn bỗng chốc lõm xuống khoảng vài 100 mét. Đám đệ tử của các tông còn chưa kịp phản ứng thì đã bị hút vào đó.
Kế đó, phần lõm lại lần nữa bắn ngược lên một cách cực kỳ hung mãnh và bá đạo. Ầm ầm. Phút chốc, hồ nước sôi trào, sóng nước cuồn cuộn, liên miên không dứt, tiếng gầm thét quanh quẩn mãi không thôi. Đệ tử của các tông bị vùi sâu trong đó lập tức phát ra tiếng kêu rên thảm thiết. Một ngày kia, gió sẽ nổi lên, ta sẽ bay vút lên 9 tầng mây như cánh diều gặp gió. Một trường này có tên là Đại Phong Kình. Cuồng phong nổi lên, Lâm Nhất theo gió bay vút lên cao, hai tay giang ra, hệt như côn bằng thượng cổ, dùng xu thế chớp nhoáng lao đến giữa hồ. Đằng trước, đám người Phan Nhạc vốn đang truy đuổi nhau, so kẻ xem ai đến trung tâm hồ trước thì bỗng nhiên, trong lúc bọn họ còn chưa kịp phản ứng, trên vòm trời dường như có một ngôi sao lao xuống, khiến bọt nước bắn tung tóe. Thấp thoáng giữa làn hơi nước mờ ảo ngay trước mắt bọn họ là một bóng người. Lực rơi xuống tạo thành từng cơn sóng lớn, vô cùng hung hiểm. Sắc mặt đám người Diệp Thương Minh thay đổi, cả bọn vội vàng dừng lại, đồng loạt ra tay đánh tan gợn sóng đang ầm ầm lao về phía mình. Đến khi sóng yên biển lặng, bóng lưng của thiếu niên kia xuất hiện ngay trước mắt mọi người. Phan Nhạc, Lãnh Dật, Hàn Phi, tất cả đều lộ vẻ kinh ngạc và không dám tin. Công tử Táng Hoa. Nhiếp Phong của Lầu Tàn Kiếm nhíu mày, do dự hỏi. Nếu đã biết danh tiếng của ta, sao còn không mau lui ra? Lâm Nhất đột nhiên xoay người, khóe miệng nhếch lên, hờ hững nhìn đám người phía sau bằng ánh mắt bế nghễ thiên hạ. Đã biết danh tiếng ta, còn không mau lui ra. Thiếu niên áo xanh bỗng xoay người, lời của hắn có hơi ngông cuồng khiến đám người Diệp Thương Minh sững sờ. Chợt, bọn họ nhếch mép cười khẩy. Công tử Táng Hoa, chó mèo từ đâu đến vậy? Còn không mau tránh ra cho ta. Hàn Phi của Phủ Tam Tuyệt nhìn chằm chằm vào Lâm Nhất, phần nộ quát. Nếu không phải bởi một chiêu Đại Phong Kình của Lâm Nhất quá mạnh, hắn ta đã sớm nhìn không được mà ra tay. Thú vị, tên nhóc nhà ngươi chỉ mới khiến Lãnh Dật chịu một chút thiệt thòi mà đã tự cho mình là vô địch thiên hạ rồi à? Lại còn nghe danh của ngươi, ngươi là cái thá gì chứ? Mau cút đi, Nhiếp Phong của Lầu Tàn Kiếm nhíu mày, lạnh giọng quát. Không biết sống chết. Đám nhân tài kiệt xuất của các tông môn vẫn luôn hành động kiêng dè và cẩn thận, nhưng là một tán tu, Diệp Thương Minh lại khác, vì thế hắn ta không chút do dự ra tay. Cổ tay hắn ta run mạnh, thân kiếm lập tức lóe lên tia sáng đỏ thẫm, kiếm phong cuồng bạo nổi lên. Một luồng sáng đỏ như máu cực kỳ chói mắt lao đi một cách chớp nhoáng, xé rách không gian, vọt về phía Lâm Nhất. Huyết Vân Kiếm Pháp. Một chiêu này vừa ra, trong mắt đám người Phan Nhạc liền lộ vẻ khác thường. Thực lực cá nhân của Diệp Thương Minh không có gì để nghi ngờ, chắc chắn mạnh hơn bọn họ rất nhiều. Huyết Vân Kiếm Pháp cùng với kiếm ý bán bộ tiên thiên đã tạo thành sức bật khủng bố cho hắn ta trong lúc giao thủ. Nhìn quanh bốn phía, ở Hồ Tử Vân lúc này, người có thể tiếp một kiếm của hắn mà không chết đã ít càng thêm ít. Bất kể là Phan Nhạc hay Nhiếp Phong của Lầu Tàn Kiếm thì cũng đều kiêng kỵ người này. Đối với hắn ta chỉ có thể dựa vào ưu thế về số lượng để nghiền ép đối phương. Một kiếm này hệt như điện quang huyết sắc, đâm thủng vòng trời, kiếm thế sắc bén và ác liệt mang đến một trận cuồng phong dữ dội, khiến mặt hồ phẳng lặng bắt đầu sao động. Kiếm quang còn chưa đến mà kiếm ý khủng bố đã liên tục tạo thành tiếng nổ giữa không trung, bên tai mọi người vang lên tiếng ong ong. Đánh. Ánh mắt Phan Nhạc và Lãnh Dật lóe lên tia sáng lạnh, hai người này đã sớm bất mãn với Lâm Nhất. Hiện tại là cơ hội khó có được, đương nhiên bọn họ sẽ không cho Lâm Nhất có thời gian thở dốc. Giải quyết tên này trước đã. Gì mà công tử Táng Hoa, hừ, một tên nhóc bán bộ tử phủ mà cũng dám ngông cuồng như thế, đúng là chán sống mà. Đúng với ý ta. Nhiếp Phong của Lầu Tàn Kiếm cùng Hàn Phi của Phủ Tam Tuyệt liếc nhìn nhau, cùng nhếch mép cười lạnh. Giết! Đao kiếm ra khỏi vỏ, sát ý khủng bố sộc thẳng lên trời, hai người gần như ra tay cùng một lúc, theo sát phía sau Phan Nhạc và Lãnh Dật. Một người dùng đao, một người dùng kiếm, ánh đao cùng ánh kiếm giao nhau, mang theo duệ khí sắc bén, ác liệt và hung tàn, lộ rõ sát ý. Bỗng chốc! Năm người mạnh nhất tại Hồ Tử Vân đồng loạt ra tay với Lâm Nhất. Tình hình cực kỳ hung hiểm. Đằng xa, khi nhìn thấy cảnh này, các đệ tử của Thư viện Thiên Phủ đang giằng co với yêu thú đều biến sắc.
Sư tỷ, phải làm sao bây giờ? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Vân tràn đầy lo lắng. Vừa rồi, một chương đại phong kình của Lâm Nhất khiến mọi người kinh ngạc, kế đó, hắn dùng tốc độ khó tưởng tượng nổi, bay vút lên như diều gặp gió, xuất phát sau mà đến trước, phút chốc đã vượt qua đám người Phan Nhạc. Nhưng có ai ngờ, cục diện lại biến thành như thế này, năm người kia lại liên thủ đối phó với một mình Lâm Nhất. Phải biết, Lâm Nhất chỉ mới đạt đến cảnh giới bán bộ tử phủ mà thôi. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Liễu Vân Yên hiện lên nụ cười gượng gạo hiếm thấy. Nàng ta quả thật không nhìn thấu Lâm Nhất. Cây có mọc thành rừng vẫn bị gió thổi bật rễ. Dùng ít địch nhiều sẽ có bao nhiêu phần thắng cơ chứ? Chẳng lẽ hắn không hiểu điều đó? Nhưng nàng ta lại có cảm giác, có lẽ Lâm Nhất thật sự có bản lĩnh nên mới dám làm thế. Bèn thấp giọng nói, giờ lo giải quyết mấy con yêu thú này trước đã, yên lặng theo dõi tình hình. Ở giữa hồ. Vậy thì ta sẽ chơi cùng các ngươi. Mặc cho người ngoài lo lắng và hoảng hốt, Lâm Nhất đứng trong tâm bão lại bình tĩnh đánh giá tình hình. Huyết Vân kiếm pháp ư. Ngăn một kiếm này trước đã. Ngay khi kiếm quang màu máu mang theo uy thế cực kỳ đáng sợ, ẩn chứa kiếm ý bán bộ tiên thiên sắp rơi xuống, Lâm Nhất thầm lắc đầu, kiếm quang thế này đã khiến các người cảm thấy kinh ngạc rồi à. Nếu bọn họ biết được hắn có thể thi triển kiếm ý tiên thiên thì không biết sẽ như thế nào. Lâm Nhất đứng chắp tay sau lưng, khóe miệng nhếch lên, nở nụ cười vui vẻ, hắn xòe bàn tay ra, duỗi tay nắm chặt lấy chuôi kiếm táng hoa vừa từ sau lưng bay vọt ra. Khoảnh khắc năm ngón tay nắm lấy chuôi kiếm, một cảm giác tin tưởng cực mạnh lan tràn khắp trái tim hắn. Nhiệt huyết trong cơ thể sôi trào, chiến ý toàn thân như một ngọn lửa đang rực cháy. Tên này, vậy mà lại không né. Thấy Lâm Nhất không tránh cũng không né, ánh mắt Diệp Thương Minh lóe lên tia mừng rỡ. Huyết Vân kiếm pháp của hắn đã được kiếm ý bán bộ tiên thiên phụ trợ, trong cùng cảnh giới, có rất ít người cản nổi, hầu hết đều lựa chọn tránh đi. Nhưng tên thiếu niên trước mắt lại không như vậy, hắn ta vẫn đứng yên tại chỗ. Đúng là không biết tự lượng sức, ngông cuồng, vô tri. Ánh mắt Diệp Thương Minh vô cùng lạnh lẽo, hắn ta hừ lạnh một tiếng. Nếu đã như thế, vậy thì chết đi. Chút tài mọn mà thôi, cớ sao phải trốn. Lâm Nhất cười khẩy, trường kiếm đã ra nửa tấc, thân kiếm trước mắt hắn hệt như một làn thu thủy, thoáng hiện ánh trăng mờ ảo, tranh nhau ra khỏi vỏ. Ánh sáng hạo nguyệt. Thoáng chốc, ánh trăng sáng chói bộc phát từ trên người Lâm Nhất, sau đó ngưng tụ thành một luồng kiếm quang màu bạc xinh đẹp. Hung hăng bổ ra. Trăng sáng nhô cao, những nơi kiếm quang đi qua, vạn vật trên thế gian dường như mất đi màu sắc. Lâm Nhất có kiếm trong tay hoàn toàn khác với Lâm Nhất tay không. Rầm, hai tia kiếm mang màu máu đáng sợ va vào nhau trong không trung, khiến người ta cảm thấy cực kỳ kiêng dè. Chiêu kiếm này khiến không gian nứt ra, kiếm ý bán bộ tiên thiên cũng bị đánh tan. Dưới cơn chấn động của lực lượng, sắc mặt Diệp Thương Minh vô cùng khó coi, trường kiếm trong tay hắn ta không ngừng run rẩy, tựa như muốn giãy ra ngoài vậy. Sau khi đáp xuống, theo âm thanh kinh thiên động địa, hắn ta cũng lùi về phía sau một đoạn. Những người đang ở trên hồ Tử Vân đều tỏ vẻ ngạc nhiên, hoàn toàn sững sờ. Trận chiến lần này còn đáng sợ hơn động tĩnh của đại phong kình mà Lâm Nhất gây ra trước đó. Đây là Diệp Thương Minh. Một người mạnh hơn lãnh giật rất nhiều. Nhưng Lâm Nhất chỉ tiện tay ra một kiếm đã dễ dàng đánh lui Huyết Vân kiếm pháp, còn có chuyện khó tin hơn chuyện này sao? Kiếm ý bán bộ tiên thiên khiến người ta sợ hãi cũng bị đánh tán loạn dưới cơn chấn động của Nguyệt Mang màu bạc, hoàn toàn không chịu nổi một đòn. Tình huống này khiến rất nhiều người đều tỏ vẻ khó hiểu. Rốt cuộc là làm bằng cách nào thế? Khí thế của chiêu kiếm này thật sự khiến người ta hơi không dám tin. Vụt! Tiếng xé gió chói tai vang lên, hơi thở lạnh lẽo tấn công đến, nhưng người ra tay lại là Phan Nhạc và Lãnh Giật. Lâm Nhất hơi xa sầm mặt, lại là hai người này, còn chưa chịu thôi à? Giỏi thì đến đây! Lâm Nhất hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh như băng nhìn theo thanh kiếm bay về phía hai người trên không trung. Xương hàn vạn lý! Dưới sự tiếp sức của kiếm quyết tầng 9,
Thủy Nguyệt kiếm pháp đã đến hóa cảnh lập tức thể hiện đến mức tối đa khả năng chí âm tạo hàn. Ngay trong tầm mắt, đóng băng tất cả. Phụt. Phan Nhạc và Lãnh Giật còn chưa kịp đến gần đã phun ra một ngụm máu tươi, bị kiếm ý băng hàn cuồn cuộn kéo đến đánh bay ra ngoài. Trên người bọn họ còn có vụn băng liên tục rơi xuống. Chiêu kiếm ánh sáng Hạo Nguyệt đánh bại Diệp Thương Minh. Một kiếm xương hàn vạn lý đánh bay Phan Nhạc và Lãnh Giật. Lâm Nhất bây giờ đã không còn gì phải kiêng dè nữa, hắn bộc lộ tất cả thực lực của bản thân, khiến những người xung quanh đều sợ hãi, không ai nói một lời. Trên hồ Tử Vân lại vang lên tiếng gió kiếm gào thét, ngoài ra thì chẳng còn âm thanh gì khác nữa cả. Thực lực thật sự mạnh đến mức khiến lòng người khiếp sợ. Rất nhiều người chợt tỉnh ngộ, chẳng trách hắn dám nói ra lời nói kiêu ngạo như thế. Không phải kiêu ngạo mà nó là sự thật. Cùng nhau ra tay. Diệp Thượng Minh nắm chặt kiếm trong tay, hét to một tiếng, xông về phía trước. Giết! Phan Nhạc và Lãnh Vật lau khô vết máu trên khóe miệng, lại lao tới một lần nữa. Hàn Phi và Nhiếp Phong vốn đã dừng tay khẽ cắn răng, cũng quyết định xông lên. Khó khăn lắm bọn họ mới đến được đây. Kim Liên Tử Hỏa gần ngay trước mắt, sao bọn họ có thể từ bỏ được? Nhìn đám người trước mắt lại lên tinh thần, cùng nhau lao tới, Lâm Nhất thầm thấy bất đắc dĩ, những người này thật sự không sợ chết sao? Chẳng lẽ bọn họ không nhìn ra dù tu vi của mình không bằng bọn họ, nhưng toàn bộ Tử Diên kiếm kình của Tử Diên kiếm quyết thượng cổ đều đã được hắn dùng ba luồng tu vi của Mai Hộ Pháp để lại để tinh luyện, sự mạnh mẽ của chân nguyên của hắn hoàn toàn không thua gì đối thủ. Thậm chí là mạnh hơn. Còn về tu vi kiếm đạo, đối thủ hoàn toàn không thể sánh bằng được. Thủy Nguyệt kiếm pháp hóa cảnh mạnh hơn Huyết Nguyệt kiếm pháp miễn cưỡng đại thành rất nhiều. Huống hồ hắn còn có kiếm ý tiên thiên hoàn chỉnh. Nếu muốn chiến thì chiến thôi. Để Hoa Tử Diên mặc sức cháy, để kiếm ý của ta thỏa thích hát vang trong thiên địa này. Lâm Nhất nhắm hai mắt. Suy nghĩ vừa xuất hiện. 72 cánh hoa Tử Diên ở đan điền chậm rãi nghịch chuyển. Tử Diên kiếm kình màu bạc tràn đầy trong cơ thể tựa như dung nham trước khi núi lửa bùng nổ, sôi trào mãnh liệt. Lúc này, Tử Diên kiếm quyết được sử dụng đến mức tối đa, khơi thông toàn bộ. Trái tim hướng kiếm, quyết chí tiến lên. Lâm Nhất nâng mắt, sâu trong mắt có ánh sao chói lọi lóe lên, kiếm ý tiên thiên hoàn chỉnh bay lên trời cao. Đinh! Trong nháy mắt, trong người hắn bộc phát ra tiếng kiếm ngâm tuyệt đẹp, âm thanh đó vô cùng trong trẻo, linh động mờ ảo. Ầm, 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 ầm. Vào khoảnh khắc tiếng kiếm reo xuất hiện, hồ Tử Vân rộng lớn lập tức không thể chịu đựng được, từng cột nước màu tím phóng lên cao, trong cột nước, lôi quang và hỏa diễm xuất hiện. Sau lưng Lâm Nhất, lôi quang và hỏa diễm bị ép xuất hiện tựa như pháo hoa, nở rộ trong không trung. Pháo hoa mặc sức nở rộ kèm theo tiếng kiếm reo như khúc ca vang vọng trong thiên địa phủ kín bầu trời. Kiếm ý tiên thiên. Kiếm ý tiên thiên hoàn chỉnh. Nhìn thấy dị tượng hoành tráng như thế, mấy người Diệp Thương Minh lập tức cảm thấy như rơi xuống hầm băng, cực kỳ lạnh lẽo. Ai cũng bừng tỉnh hiểu ra, thông suốt sáng tỏ. Chẳng trách. Chẳng trách chiêu kiếm của hắn chém tan Huyết Vân kiếm pháp. Chẳng trách kiếm ý bán bộ tiên thiên cũng lập tức tan biến. Kiếm ý bán bộ tiên thiên có mạnh đến mức nào cũng không phải đối thủ của kiếm ý tiên thiên hoàn chỉnh. Châu chấu đá xe, không thua mới lạ. Trong lòng mọi người vô cùng hoàn sợ, không còn chút ý chí chiến đấu nào nữa, vội vàng lùi về phía sau. Có thể lùi được ư? Lâm Nhất nhanh chóng vung kiếm, trong người có tiếng leng keng không ngừng vang lên. Chân nguyên cuồn cuộn kèm theo kiếm ý mênh mông không ngừng dao động. Kiếm mang sáng tựa tia chớp, dữ tợn giống như cự thú đáng sợ đang giận dữ xông lên. Năm người nhìn kiếm mang trước mắt, cực kỳ chói mắt, mênh mông vô biên, còn chưa kịp phản ứng đã bị kiếm mang nuốt chửng. Một khắc sau, đối phương bay ra ngoài, trên người xuất hiện vô số lỗ hổng, máu tươi đầm đìa, đều là những vết thương khiến người ta sợ hãi. Dưới chiêu kiếm này, mặt hồ Tử Vân lại xuất hiện khe hở đáng sợ, mặt hồ giống như bị nó chém ra làm đôi. Ầm. Đến khi nước hồ khép lại một lần nữa, năm người vốn bị thương nặng lại bị cơn sóng đánh bay ra ngoài. Ong ong ong.
Mấy người đứng trên mặt hồ nâng mắt nhìn, thấy thiếu niên cầm kiếm đứng trong mưa tím mờ mịt, thân kiếm có hàn mang lóe lên, không ngừng rung động, sắc mặt ai nấy đều cực kỳ nhợt nhạt. Đợi khi sóng êm gió lặng, pháo hoa tiêu tan, Lâm Nhất cất kiếm vào vỏ. Có thể đỡ được một nhát kiếm của ta mà không chết thì cũng xứng đáng với thân phận nhân tài thế lực cấp bậc chuẩn bá chủ của các ngươi. Hầu hết mọi người trên thế giới này đều sinh ra bình thường, có ai chưa từng bị gọi là con mèo con chó, Lâm Nhất ta đây cũng không ngoại lệ. Nhưng hãy nhớ rằng người đã đánh bại các ngươi ngày hôm nay là công tử Táng Hoa. Nhân tài thế lực cấp bậc chuẩn bá chủ. Con mèo con chó. Năm người đã mất sức chiến đấu, thua một cách tâm phục khẩu phục tỏ ra chua xót. Những lời này thật nhục nhã làm sao? Nếu ngươi cũng là con mèo con chó thì chúng ta là gì? Chẳng phải là còn không bằng một kẻ vô dụng. Nhưng Lâm Nhất không đếm xỉa tới nỗi khổ sở của họ, chỉ để lại cho mấy người một bóng lưng, nhảy về phía Kim Liên Tử Hỏa. Khi hắn nhảy lên, 10 cây Kim Liên Tử Hỏa đồng loạt bộc phát. Tâm sen màu vàng tỏa hào quang chói lóa, ngay sau đó hóa thành ngọn lửa vàng kim hừng hực bao phủ lấy Lâm Nhất. Trước đó, có người lén lút tiếp cận, định thừa cơ hội để hái Kim Liên Tử Hỏa, nhưng người nọ chưa kịp đến gần đã bị ngọn lửa vàng kim này đốt thành cho tàn. Lúc này 10 cây Kim Liên đồng loạt nở rộ, bốc lên ngọn lửa hừng hực vô cùng đáng sợ. Đám người Phan Nhạc giãy giụa đứng lên đều đã bị thương nặng, nhưng sâu trong lòng lại tràn đầy mong đợi. Mong đợi Lâm Nhất sẽ chết dưới ngọn lửa vàng kim này. Cũng không phải không có khả năng này, dù sao liệt diễm từ 10 cây Kim Liên Tử Hỏa đều do một mình hắn gánh chịu, điều này không dễ dàng chút nào. Ở phía xa, đám người thư viện Thiên Phủ đều trở nên căng thẳng. Sau trăm cay nghìn đắng, đánh bại kẻ địch mạnh để đứng ở vị trí được muôn người chú ý này, hắn chỉ còn cách Kim Liên Tử Hỏa nửa bước. Nếu cứ thế thất bại trong gang tấc thì thật đáng tiếc. Lâm đại ca nhất định phải thành công. Nha đầu Bạch Vân căng thẳng nói. Ánh mắt của Liễu Vân Yên cũng tràn đầy mong đợi, nàng ta thật sự không ngờ thiếu niên áo xanh này có thể mang lại bất ngờ lớn như thế, thực lực sau khi chân chính rút kiếm sẽ khủng khiếp như thế. Chỉ cần lấy được Kim Liên Tử Hỏa, danh ngạch đệ tử nòng cốt của nàng ta cũng chỉ ở gần ngay trước mắt. Trên không trung, Lâm Nhất có thể cảm nhận được vô số ánh mắt đang nhìn mình. Thiếu niên nhếch môi mỉm cười, nhẹ giọng lẩm bẩm, chắc hẳn có không ít người hy vọng mình sẽ chết dưới ngọn lửa này, nhưng phải làm các ngươi thất vọng rồi. Một tia sáng lóe qua trong mắt, vẻ sắc bén hiện rõ trên mặt. Lấy danh nghĩa của kiếm, ta lệnh cho hoa nở. Bí thuật Tử Diên kiếm quyết, một thoáng phồn hoa lặng lẽ thi triển. Ở mái vòm sau lưng hắn lập tức có vô vàn đám mây ngưng tụ thành một đóa hoa Tử Diên. Nó rất lớn. Chậm rãi xoay tròn trên không trung, khí thế trên người thiếu niên lập tức tăng vọt. Phá! Khi khí thế tăng lên, Lâm Nhất quát một tiếng, mạnh mẽ chém kiếm Táng Hoa ra. Răng rắc! Ngọn lửa hừng hực lập tức bị tia kiếm quang chói mắt này chém thành hai nửa, ngay sau đó bắn tứ tung, biến thành cơn mưa lửa ngập trời. Chuyện này! Cảnh tượng này khiến đám người Phan Nhạc kinh hãi. Không ngờ Lâm Nhất vẫn còn thủ đoạn chưa thể hiện, rốt cuộc hắn đáng sợ cỡ nào. Vừa nghĩ tới đây, họ lập tức tỏ ra thất vọng, trong lòng khó chịu như có tảng đá mắc kẹt. Mặc dù họ đều bị thương nặng, nhưng trong tay mỗi người đều có át chủ bài chưa lấy ra. Chỉ khi gặp nguy hiểm đến tính mạng mới được lấy con át chủ bài đó ra. Lâm Nhất không ra tay giết những người này cũng vì lo lắng điều này. Dù sao thì hắn vẫn chưa mạnh đến mức có thể xem nhẹ át chủ bài của những người này. Chó cùng rứt dậu, huống hồ là một đám võ giả cảnh giới tử phủ tiểu thành, dù không uy hiếp đến tính mạng của hắn thì cũng khó tránh khỏi việc bị thương nặng. Không cần thiết phải làm vậy, cái được không đủ bù đắp cái mất. Có thể đoán được những người này thực chất không cam lòng, nếu Lâm Nhất bị ngọn lửa làm trọng thương thì khó đảm bảo họ sẽ không liều mạng một lần. Nhìn thấy Lâm Nhất thi triển một thoáng phồn hoa, Nhất Niệm Hoa Khai lập tức không còn bất cứ ý nghĩ gì. Kim Liên Tử Hỏa đã được định sẵn sẽ rơi vào tay Lâm Nhất. Các đệ tử thư viện Thiên Phủ đều thở phào nhẹ nhõm, vẻ vui mừng hiện rõ trên mặt. Lâm Nhất cất kiếm vào vỏ, từ trên không trung cầm lấy 10 cây Kim Liên Tử Hỏa ở chính giữa hồ.
Thật ra dù không thi triển một thoáng phồn hoa, những ngọn lửa này cũng khó có thể làm hắn bị thương. Nhưng Lâm Nhất vốn quen tính cẩn thận, vào những thời khắc quan trọng sẽ không chủ quan. Khi đáp xuống mặt hồ, 10 cây kim liên tử hỏa ở gần ngay trước mắt, món dị bảo lấp lánh, tỏa ánh sáng tím, đẹp như báu vật của đất trời khiến người ta say mê. Thình thịch. Tim Lâm Nhất không kìm được đập nhanh, có kỳ vật này, hắn nắm chắc gần 100% sẽ thăng cấp lên cảnh giới tử phủ, không có gì ngoài ý muốn. Đã đến lúc hái những cây kim liên tử hỏa này. Răng rác. Nhưng vào lúc này, mặt hồ tĩnh lặng đột nhiên nứt ra như gương, vết nứt không ngừng lan rộng với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường, trong chớp mắt đã bao phủ gần hết diện tích hồ Tử Vân như mạng nhện. Một khí tức đáng sợ tràn ra ngoài qua vết nứt, khiến người ta bỗng dưng hoảng sợ. Có chuyện gì vậy? Dị biến đột nhiên xảy ra khiến tất cả mọi người sững sờ, Lâm Nhất ở giữa hồ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Khí tức từ dưới vết nứt kia quá khủng khiếp, nó khiến người ta ngửi thấy mùi hương của tử vong. Trong lúc nhất thời, không một ai dám manh động. Cảnh tượng kỳ dị đó không kéo dài bao lâu, giữa trời bỗng giáng xuống cột sét màu tím thô to. Cột sét dữ tợn mà to lớn, khoảnh khắc nó giáng xuống, trên mặt nước dâng lên vô số ngọn sóng, từng cột nước vọt thẳng lên trời. Động tĩnh lớn vượt ngoài phạm vi đại phong kình mà Lâm Nhất tạo thành. Giống như ngày tận thế đến, đủ để sánh ngang với kỳ cảnh mưa lửa từ trên trời rơi xuống trước đó. Giây lát sau, trong những cột nước vọt lên trời đó phóng ra những cây trường mâu màu tím sắc bén, ùn ùn kéo tới, không hề có quy luật. Vụt! Cây mâu sét màu tím xé gió bay đi, lập tức khiến nhiều người vận khí không tốt bị thương nặng. Một số võ giả xui xẻo thậm chí còn bị đâm xuyên ngực, chết thảm. Trong tiếng la hét thảm thiết, một bóng đen vô cùng to lớn dần dần xuất hiện từ trong hồ nước. Gào! Yêu thú đáng sợ lao ra khỏi nước, bóng mờ to lớn bao phủ, khí tức mạnh mẽ ngút trời, cuộn trào mãnh liệt lan tràn ra ngoài. Chăn tử tinh lôi điện. Chạy, là con hung thú cấp bá chủ đã ngủ say đó. Tất cả mọi người đều sợ hãi, không dám nán lại nữa, điên cuồng chạy trốn. Không ai ngờ dưới đáy hồ Tử Vân lại có một con yêu thú cấp bá chủ cảnh giới âm huyền đại thành chìm trong giấc ngủ say. Nhưng con chăn tử tinh lôi điện này đã mấy trăm năm không xuất hiện, bị người ta lãng quên từ lâu. Không ngờ nó lại đột nhiên xuất hiện vào thời khắc quan trọng nhất. Ha ha, chăn tử linh lôi điện chắc chắn là bị một trưởng của thằng nhóc kia làm thức tỉnh không sai vào đâu được. Một trưởng đó có động tĩnh lớn như vậy, yêu thú không tỉnh dậy mới lạ. Ha 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 ha, công tử táng hoa gì đó không phải là làm việc vô ích rồi sao, ta không tin hắn dám tranh đoạt kim liên tử hoa với con chăn tử tinh lôi điện này. Đám người Phan Nhạc vốn dĩ đã tuyệt vọng, nhìn thấy cảnh này thì đồng loạt cười lớn. Theo bọn họ thấy, bây giờ chỉ cần kim liên tử hỏa không bị Lâm Nhất cướp đi đã là chiến thắng rất lớn. Đi! Hung vật như thế hiện thân, đám người này cũng không dám ở lại lâu, quay đầu nhìn Lâm Nhất một cái rồi bỏ chạy thục mạng. Ở giữa hồ, trung tâm của gió bão. Sắc mặt của Lâm Nhất vô cùng khó coi, kim liên tử hỏa chỉ còn cách hắn một bước chân. Chỉ cần bước thêm một bước nữa là có thể dễ dàng lấy hết 10 cây kim liên tử hỏa. Nhưng hắn không dám. Con chăn tử tinh lôi điện kia chỉ ló thân mình ra khỏi mặt nước thôi đã cao mấy chục trượng, giống như một ngọn núi nhỏ, từ trên cao nhìn xuống, hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Chỉ cần hắn dám động đậy sẽ hứng phải đợt tấn công của sấm sét ngay lập tức. Chết tiệt! Đến giờ phút cuối cùng lại thất bại trong gang tấc. Dù tâm cảnh của Lâm Nhất có cao đến đâu chăng nữa cũng khó mà chấp nhận. Con chăn tử tinh lôi điện ở trước mắt cho hắn cảm giác quá mạnh. Nó cũng là cảnh giới âm huyền đại thành, nhưng hắn có thể cảm nhận được rõ rệt, tán tu cảnh giới âm huyền đại thành chiến đấu ác liệt với hắn ngày hôm đó hoàn toàn không là gì trước con chăn tử tinh lôi điện này. 10 hắc y nhân e là cũng không phải đối thủ của con yêu thú này. Lâm Nhất, đừng ra tay nữa, mau chạy thôi. Liễu Vân Yên của Thư viện Thiên Phủ đang ở phía xa sốt ruột chạy tới, lớn tiếng hét lên. Rút! Trong đầu đấu tranh kịch liệt, Lâm Nhất không do dự nữa, xoay người rời đi như tia chớp. Hắn vừa cử động, mặt nước giữa hồ bùng nổ,
một cây mâu sét màu tím vô cùng sắc bén lao ra khỏi nước. Lâm Nhất quay đầu nhìn, mặt biến sắc, nếu hắn chậm một bước, e rằng cây mâu sét màu tím sắc bén kia đã đâm xuyên tim hắn. Nhắc tới vẫn phải cảm ơn lời nhắc nhở của Liễu Vân Yên. Nói cho cùng vẫn là lòng tham hơi quá mức, nên đi thì vẫn phải đi. Tên nhóc này, còn nghĩ gì thế, không mau chạy đi. Trong lúc đệ tử bốn phía tháo chạy, Liễu Vân Yên chạy ngược dòng người, tới trước mặt Lâm Nhất lên tiếng hỏi. Cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng Lâm Nhất, tuy trước nay người phụ nữ này luôn không hòa hợp với hắn, nhưng thời khắc quan trọng vẫn đáng để tín nhiệm. Đa tạ. Không có gì, đi thôi. Liễu Vân Yên lộ ra ý cười, chỉ là khi nhìn về phía 10 đóa kim liên tử hỏa bùng nổ trong không trung, trong mắt lại lóe lên vẻ buồn bã khó nói. Cơ hội gần trong gang tấc mà bỏ lỡ, không ai hiểu được nỗi chua xót trong lòng nàng ta. Nhưng nàng ta cũng biết chuyện này không thể trách Lâm Nhất, nàng ta ngay cả tư cách tranh kim liên tử hỏa cũng không có. Lâm Nhất nhìn sắc mặt của Liễu Vân Yên, trong lòng lập tức băn khoăn, đột nhiên nói, Liễu Vân Yên, cô rất muốn có kim liên tử hỏa phải không? Vị trí đệ tử nòng cốt rất có ý nghĩa đối với cô phải không? Lúc nào rồi mà còn hỏi chuyện này, đi mau. Cô đi trước đi. Lâm Nhất không cho nàng ta cơ hội trả lời, một trường đẩy nàng ta đi. Này! Liễu Vân Yên kinh hãi, đợi đến khi nàng ta đáp xuống đất thì đã bị một trường đó đẩy đi rất xa. Ngẩng đầu nhìn lại, Lâm Nhất đã quay người đi. Trong cuộc đời này, hắn không muốn thấy ánh mắt đau lòng của con gái nhất, cái gọi là lời hứa có thể làm được thì cố hết sức làm vậy. Chỉ trong khoảnh khắc Liễu Vân Yên nhìn về phía kim liên tử hỏa, trong mắt lóe lên vẻ yếu đuối và bất lực đã khiến Lâm Nhất dao động. Hắn đã hứa với nàng ta sẽ giúp nàng ta lấy kim liên tử hỏa về. Đồ vật của Lâm Nhất đâu dễ cướp như vậy, dù ngươi là ai chăng nữa. Dù ngươi là ai chăng nữa. Trong mắt Lâm Nhất lóe lên vẻ kiên nghị, nhìn chằm chằm về phía chăn tử tinh lôi điện thân thể to như núi, toàn thân lấp lánh ánh tím, tia sét chớp lóe đó. Thất huyền bộ, kim ô tung cánh. Thân hình nhoáng lên, Lâm Nhất dang rộng hai cánh tay, giống như kim ô bay lên trời, vồ về phía kim liên tử hỏa giữa không trung. Không ít người quay đầu nhìn cảnh này, tất cả đều sững sờ. Công tử táng hoa Lâm Nhất lại quay lại đó. Lâm Nhất đột nhiên xoay người bay về phía kim liên tử hỏa trên không trung khiến tất cả mọi người đều khiếp sợ. Việc dành đồ ăn ngay trước mặt chăn tử tinh lôi điện có khác gì tự đâm đầu vào chỗ chết chứ? Tiểu tử này điên rồi. Đi mau lên, lát nữa con chăn tử tinh lôi điện này nổi giận thì e rằng trên hồ Tử Vân sẽ không còn ai sống sót. Đồng thời cảm xúc sợ hãi cũng nhanh chóng lan rộng. Lâm Nhất trên không trung không suy nghĩ quá nhiều. Hắn như kim ô tung cánh, bay vút lên cao, hóa thành một tia sáng vàng bay nhanh về phía kim liên tử hỏa. Vèo! Lâm Nhất đưa tay ra chộp lấy, cây kim liên tử hỏa thứ nhất lập tức rơi vào tay hắn. Vèo vèo vèo! Hắn ra tay nhanh như chớp, chẳng mấy chốc trong số những cây kim liên tử hỏa bị nổ văng lên không trung đã có 9 cây được thu vào túi trữ vật. Còn một cây cuối cùng. Lâm Nhất rời mắt sang cây kim liên tử hỏa cuối cùng, sau đó đưa tay phải ra chộp lấy. Nói thì rất chậm, nhưng từ lúc Lâm Nhất bay lên không trung cho tới khi hắn chộp lấy kim liên thực chất thì xảy ra trong tích tắc. Tới tay rồi. Lâm Nhất mỉm cười, đưa tay ra định bỏ cây kim liên tử hỏa cuối cùng kia vào túi. Nhưng chăn tử tinh lôi điện lại đột nhiên bay lên, đuôi chăn khổng lồ quét qua. Bùm. Lâm Nhất đang định cầm lấy cây kim liên tử hỏa thứ 10 bị đánh văng ra xa, cây kim liên tử hỏa cuối cùng kia bị nó há miệng nuốt vào bụng. Phụt! Hắn hộc ra một búng máu, toàn thân đau đớn dữ dội như tan ra thành từng mảnh. Người văng ra xa như viên đạn pháo, và mạnh xuống hồ Tử Vân tạo nên những làn sóng lớn vô bờ. Không! Nhìn thấy cảnh này, Liễu Vân Yên biến sắc, là thất thanh. Nàng ta chạy qua không chút nghĩ ngợi, dù sống hay chết cũng phải đưa Lâm Nhất về. Tiểu tử nhà ngươi không được chết. Liễu Vân Yên cắn chặt răng, nhanh chóng chạy về phía Lâm Nhất rơi xuống. Ầm ầm. Sóng biển cuồn cuộn, lửa tím mù trời,
tia lửa và tia điện lập lòe phát ra tiếng bùm bùm khiến người ta nghe mà biến sắc. Sau khi con trăn này xuất hiện, Hồ Tử Vân không thể ở lại nữa vì quá nguy hiểm. Nước hồ liên tục sôi trào, chỉ cần bất cẩn một chút là sẽ gặp nguy hiểm chí mạng. Hô! Một bóng người lao ra khỏi những làn sóng cuồn cuộn, Liễu Vân Yên mừng rỡ, chủ nhân của bóng dáng này chính là Lâm Nhất. Chưa chết! Nhưng ngay sau đó, Lâm Nhất lại làm một chuyện khiến nàng ta không thể ngờ tới. Hắn không đi về phía nàng ta mà xoay người chạy như điên. Grừ! Liễu Vân Yên nhanh chóng hiểu ra, là con trăn tử tinh lôi điện kia còn đang đuổi theo Lâm Nhất không bỏ. Với tính cách của thiếu niên, đương nhiên hắn sẽ không dẫn con thú hung tàn này đi về phía Liễu Vân Yên. Ầm, 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 ầm. Cùng với cơn cuồng nộ của trăn tử tinh lôi điện, Hồ Tử Vân mênh mông sôi trào kịch liệt, hoàn toàn nổ tung, nhìn chẳng khác gì địa ngục trần gian. Có rất nhiều đệ tử tông môn chưa chạy kịp đều bị nuốt chửng, cháy thành cho tàn. Vù! Thanh kiếm trong tay Liễu Vân Yên liên tục múa may, những làn sóng cuốn về phía nàng ta đều bị chém đứt một cách dễ dàng. Nhưng giờ phút này mặt hồ đã nổ tung, trong tầm mắt chỉ có sương mù màu tím mênh mông. Chỉ có thể nghe thấy tiếng thú gầm rung trời thỉnh thoảng vọng lại từ phía xa, khiến cả khu vực này rung chuyển theo. Ầm! Trước sức nén, nước hồ dưới chân đột nhiên ngưng tụ thành dòng suối. Liễu Vân Yên khẽ biến sắc, vội vàng né tránh suýt chút nữa bị nuốt chửng. Nhưng nàng ta vừa tránh sang bên cạnh, những con sóng lớn lại cuốn tới từ bốn phía. Chết tiệt, nếu cứ tiếp tục như vậy thì không biết phải ăn nói với tiểu nha đầu kia như thế nào. Liễu Vân Yên khẽ cắn môi, cua kiếm chém ra một con đường, miễn cưỡng đi ra được. Nếu không đi, lát nữa dù có muốn đi cũng không ra ngoài được. Ầm, ầm, ầm. Ở bên khác, Lâm Nhất đang chạy trốn trông sắc mặt hơi tái nhợt, vết máu trên khóe miệng vẫn chưa khô. Hắn chạy như điên trên mặt hồ, cứ mỗi bước đi, sau lưng hắn sẽ dâng lên sóng lớn, chỉ dư chấn thôi đã đủ khiến hắn sợ run người. Ầm. Bỗng nhiên, một tia điện lóa mắt chiếu sáng cả vùng không gian này thành màu tím. Tiếp đó có tiếng xé gió chói tai vang lên, Lâm Nhất khẽ biến sắc, quay phắt người lại, rút kiếm táng hoa ra khỏi vỏ. Keng keng keng. Kiếm táng hoa múa may chém cho mấy chục tia điện bay tới từ đối diện nổ tung liên tục. Tiếng tia điện nổ tung không ngừng vang vọng ở bốn phía. Trên không trung, cơ thể khổng lồ như núi của con trăn khoác trên mình lớp vải tím kia rơi xuống tạo thành cái bóng lớn, đôi mắt phồng lên phóng ra sát khí lạnh lẽo, chiếc sừng trên đầu lóe ra tia điện. Hung uy cấp bậc bá chủ khiến Lâm Nhất ở bên dưới như bị vùi trong vũng bùn. Trước hung uy này, Thất Huyền Bộ cũng bị giảm uy lực rất nhiều. Bùm! Kiếm quang tràn ngập kiếm ý tiên thiên chém nứt tia điện cuối cùng, Lâm Nhất lùi nhanh về sau. Vừa mới lùi lại, vị trí hắn vừa đứng lập tức nhô lên một cây mâu điện sắc bén, thủ đoạn thật nhiều, khó lòng phòng bị. Grừ! Con trăn lơ lửng trên không trung giận dữ gầm lên, trước uy áp kinh khủng, một bức tường sóng cao vài trăm mét đột nhiên dâng lên trên mặt hồ, cuốn tới như sóng thần. Ầm ầm! Trong nháy mắt trời đất quay cuồng, sâu trong đó cảm giác như cả thế giới sắp sụp đổ. Khi đứng trước cơn sóng thần kia, trông Lâm Nhất thật nhỏ bé. Không nên trêu chọc loại hung thú này, ít nhất là không nên động vào nó khi ở Hồ Tử Vân, thua thiệt quá nhiều. Trong tuyệt cảnh như thế này, Lâm Nhất lại bình tĩnh một cách lạ thường. Hô! Cổ tay lắc nhẹ, kiếm táng hoa xoay nhanh một vòng, tay trái của hắn lật lại cầm lấy kiếm, thân kiếm dán chặt vào cánh tay. Hoa tử diên ở vùng đan điền lần lượt nở rộ. Tử Diên kiếm kình màu bạc trắng trong cơ thể hắn cuồn cuộn như biển cả. Nhưng tay phải hắn đánh ra lại khá chậm chạp. Chậm đến mức cả thế giới như trở nên yên lặng, chẳng biết khi nào gió nhẹ lại nổi lên. Đại phong kình. Thiếu niên áo xanh quát một tiếng, một cơn cuồng phong đột nhiên nổi lên giữa trời đất. Khi trưởng mang va chạm vào làn sóng lớn kia, cùng với một tiếng nổ rung trời, làn sóng đáng sợ này giãy giụa một lúc rồi xuất hiện vô số vết nứt. Sau đó nổ tung. Nhưng uy thế của một trưởng này vẫn chưa dừng lại, đánh bay cả con trăn khổng lồ lơ lửng trên không trung. Cơ thể to lớn của nó lộn vài vòng trên không trung.
Vào lúc này, tia sáng lóe qua trong mắt Lâm Nhất, kiếm táng hoa gián trên tay trái phát ra ánh sáng bạc chói mắt. Tử Diên kiếm kình liên tục rót vào trong kiếm, đợi khi tia kiếm quang này đạt tới giới hạn, tay trái Lâm Nhất ném mạnh ra. Kiếm táng hoa sáng rực hóa thành một tia sáng bạc, xoay nhanh bay đi. Những nơi nó đi qua, tia sáng bạc không hề tan biến mà ngưng tụ trên không trung như cầu vòng màu bạc. Cùng lúc đó, tiếng xé gió vù vù kèm theo tiếng kiếm ngân lanh lảnh hóa thành thiên âm như sấm, vang vọng khắp bốn phía. Chỉ trong nháy mắt, kiếm táng hoa đảo quanh chăn tử tinh lôi điện, lướt theo hình vòng cung rồi đâm vào lưng nó. Răng rắc. Một tiếng kêu rên thê thảm vang lên, đồng thời máu bắn ra như suối, sau đó hóa thành mưa máu rơi xuống. Thành công rồi ư, không đúng. Nụ cười trên mặt Lâm Nhất cứng đờ, hàng lông mày nhíu chặt, hắn nheo mắt nhìn qua, kiếm táng hoa chỉ đâm vào được một nửa thân kiếm. Một chiêu này sử dụng 1/3 chân nguyên của hắn, nhưng không ngờ chỉ làm nó bị thương nhẹ. Thất huyền bộ, người đi để lại bóng ảnh. Không kịp nghĩ nhiều, con chăn kia khôi phục sức lực, nhìn chằm chằm vào Lâm Nhất, bắt đầu liên tục đánh trả. Trên mặt hồ vỡ vụn, từng cái bóng mờ bị tia điện sắc bén kia xuyên thủng. Lâm Nhất đánh nhanh như chớp, mỗi khi giơ tay lên, từng tia kiếm quang màu bạc nhanh chóng lao đi. Bùm bùm bùm. Trên không trung, những tia điện tím và kiếm quang bạc xuyên qua nhau, đánh về phía đối thủ. Trong lúc nhất thời, kiếm quang dao động ở khắp nơi, nước hồ sôi trào và những tia điện vô tận tạo thành một dị tượng đáng sợ. Sự khủng khiếp của cảnh tượng này khiến người ta không thể tin được. Vù! Lâm Nhất giang hai tay ra sau, chân dẫm mạnh lên mặt hồ, bay lên không trung. Gió lớn rít bên tai, thiếu niên trên không trung tránh đi những tia điện sắc bén, sau đó di chuyển về phía tấm lưng rộng của con chăn. Nơi dừng chân chính là vị trí của kiếm táng hoa. Thịch, thịch, thịch. Trên lưng chăn, Lâm Nhất liên tục đi lên như leo núi. Sau khi đến gần, hắn không chút do dự chưởng vào chuôi kiếm. Rắc! Một chưởng mạnh mẽ như thế mà chỉ làm cho thân kiếm đâm sâu vào hai tấc. Nhưng chỉ với hai tấc đã đủ khiến chăn tử tinh lôi điện đau đến mức toàn thân run rẩy. Lâm Nhất đang đứng trên lưng nó cảm thấy như núi sắp đổ. Lâm Nhất mừng rỡ, xem ra cũng không phải không có cách thắng được con chăn tử tinh lôi điện này. Rừ! Nhưng bỗng nhiên một cơn gió lớn thổi qua khiến Lâm Nhất lảo đảo, không thể đứng vững. Ngẩng đầu nhìn qua, hắn lập tức sợ đến mức mặt mũi trắng bệch. Chăn tử tinh lôi điện há miệng đầy máu, quay đầu ngược lại cắn về phía hắn. Lâm Nhất cầm chuôi kiếm, cố gắng điều khiển nhưng không thể đứng vững. Khi sắp bị nó nuốt chửng, hắn cố hết sức rút kiếm táng hoa ra. Bùm! Máu tươi phun ra khiến cái miệng lớn như chậu máu của nó gào thét điên cuồng, toàn thân không ngừng run rẩy. Lâm Nhất thừa cơ hội này bay lên, sau đó nhanh chóng lùi lại. Khi hắn tiếp đất đã cách chăn tử tinh lôi điện rất xa, tạm thời an toàn. Nhưng Lâm Nhất còn chưa kịp thở, toàn thân chăn tử tinh lôi điện kia tỏa ánh sáng nhàn nhạt, lượn một vòng trên không trung, giận dữ lao về phía hắn. Nhìn tia điện đang lao nhanh tới. Trong mắt Lâm Nhất không có chút sợ hãi. Chiến nào? Trên người thiếu niên toát lên ý chí chiến đấu mãnh liệt, kiếm ý điên cuồng sao động, lòng hướng về kiếm, không sợ sinh tử. Nhát kiếm thứ 10, Thiên Phá Vân. Trong tiếng nổ rung trời, mặt hồ đột nhiên nứt toác, kiếm thế bá đạo làm cho nước hồ mênh mông này ngưng tụ thành vòng nước xoáy chọc trời, cuốn theo mọi thứ, mạnh mẽ lao đi. Lốc xoáy này khiến bầu trời u ám như bị xé toạc. Kiếm ý tiên thiên kinh khủng đổ xuống, dị tượng xảy ra, tia điện lần lượt xé rách bầu trời. Dưới ánh điện sáng rực này, khuôn mặt tuấn tú của người thiếu niên dường như sáng mãi. Một kiếm này, trời tan, mây nát, mây trời tan nát, chỉ mỗi nhát kiếm này còn sống mãi. Cùng lúc đó, con chăn tử tinh lôi điện cấp bậc bá chủ kia cũng xé toạc bầu trời. Đánh ra tia điện vô cùng khủng khiếp. Trong tích tắc, hai tia sáng đáng sợ va chạm mạnh vào nhau ngay giữa không trung. Ngay khi va chạm nhau, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, cả trời đất cũng rung chuyển kịch liệt. Những tia kiếm quang và tia điện hóa thành dư chấn làm chấn động bốn phương. Phụt!
Lâm Nhất đã hao hết chân nguyên hộc ra một búng máu, bị dư chấn đánh bay. Ngẩng đầu lên nhìn, con chăn tử tinh lôi điện cấp bậc bá chủ kia cũng bị đánh bay ra xa, lớp vải tím trên người nó bong ra từng mảnh, những vết thương dữ tợn chẳng chịt khắp cơ thể nó. Nhưng dù thế nào thì con chăn thoạt nhìn như đang bị thương nặng này vẫn tràn đầy sức sống. Nhìn như cân sức ngang tài, trên thực tế Lâm Nhất hao hết chân nguyên đã thua thảm hại. Con súc vật này da dày quá. Lâm Nhất phun máu, mắng một câu rồi quay lưng bỏ chạy. Hắn không phải người cam chịu số phận, dù bây giờ chỉ còn một chút hy vọng sống cũng sẽ cố gắng nắm bắt. Gầm gầm gầm. Những tiếng gầm thét điên cuồng lại vang lên từ phía sau, chăn tử tinh lôi điện kéo lê cơ thể bị thương đuổi theo không bỏ. Ngẩng đầu lên nhìn, phía trước vài nghìn mét đã là bờ. Nếu như lên bờ, dù con chăn này có đuổi theo thì uy lực cũng sẽ yếu hơn rất nhiều. Nhưng lúc này Lâm Nhất thực sự khá bất lực, chân nguyên đã hao hết, vết thương đầy mình, cực kỳ yếu ớt. Lộc cộc. Nhưng vào lúc này, một tràng âm thanh quen thuộc xuất hiện bên tai Lâm Nhất. Nheo mắt nhìn theo, ở cuối tầm mắt xuất hiện một bóng dáng đỏ như máu, sau khi rõ hơn. Hắn nhìn thấy một khuôn mặt ngựa cười tâu toét, hai hàm răng cửa vô cùng nổi bật. Ngựa huyết long. Vẻ mừng rỡ lập tức hiện lên trong mắt Lâm Nhất, hắn không nhịn được cười như điên, biết ngay mà. Hắn biết con ngựa ngốc này không bị Lục Tư Âm dọa chạy, nó vẫn luôn ẩn nấp, lặng lẽ theo sau. Khi bóng dáng màu đỏ kia lướt qua, Lâm Nhất ra sức nhảy lên lưng nó. Gần như ngay khi ngựa huyết long chở Lâm Nhất quay đầu chạy, sau lưng lập tức nổi lên cột nước. Chỉ cần chậm một chút sẽ trúng Lâm Nhất, có thể nói là vô cùng nguy hiểm. Trên lưng ngựa, Lâm Nhất khẽ thở phào, nhìn ngựa huyết long đang chở mình với ánh mắt kinh ngạc. Cảnh giới tử phủ. Khí tức trên người ngựa huyết long lúc này rõ ràng là uy áp yêu sát chỉ cảnh giới tử phủ mới có, chẳng biết từ khi nào con ngựa ngốc này lại lén độ kiếp thăng cấp. Bịch. Lâm Nhất còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, mặt đất lại bắt đầu rung chuyển, hắn ngoảnh đầu lại thì mặt chợt biến sắc. Là chăn tử tinh lôi điện, sau khi lên bờ, nó vẫn đuổi theo không bỏ. Cơ thể khổng lồ của nó bò nhanh trên mặt đất, tốc độ còn nhanh hơn nhiều so với khi lơ lửng trên không trung. Khác với ngựa huyết long phải né tránh chướng ngại vật, con chăn tử tinh lôi điện này dùng cơ thể khổng lồ của nó đè bẹp lên. Những cây đại thụ chọc trời lần lượt đổ xuống, những nơi nó đi qua đều để lại đường lõm thật sâu, cực kỳ đáng sợ. Con súc vật này. Sát khí lóe qua trong mắt Lâm Nhất, con yêu thú này thật quá đáng. Đã rời khỏi Hồ Tử Vân mà còn muốn chém tận giết tuyệt, không chừa đường sống. Nếu cứ tiếp tục thế này, e rằng sớm muộn gì ngựa huyết long cũng sẽ bị nó đuổi kịp, lúc đó tình tình cũng không ổn chút nào. Chỉ có thể như vậy. Trong đầu Lâm Nhất nhanh chóng xoay chuyển, ngay sau đó đã có quyết định. Tiểu Hồng, giữ chân nó giúp ta. Lâm Nhất vỗ vào cổ ngựa huyết long, sau đó chống tay lên lưng ngựa nhảy xuống dưới. Hồng hộc. Ngựa huyết long đang chạy nhanh đột nhiên dừng lại, đôi chân trước cường tráng từ dưới đất bằng nhấc lên cao. Đến khi chạm đất, nó đã quay đầu ngược lại. Ngựa huyết long chạy như điên về phía chăn tử tinh lôi điện đang bò, trong chớp mắt đã hóa thành một tia sáng máu, ngay sau đó toàn thân nó đột nhiên bốc cháy, phần xương phát ra những tiếng răng rắc giòn giã. Nó liên tục ngọ nguậy trước mặt Lâm Nhất, một lát sau lửa bốc cháy hừng hực. Ngựa huyết long đang ngọ nguậy biến thành một con ma long huyết rực, hai cánh rồng giang ra rộng gần 100 trượng, toàn thân khoác bộ vảy rồng, trong miệng có lửa rồng huyết sắc hội tụ. Uy áp đáng sợ bùng nổ trên người nó. Dị biến đột nhiên xảy ra khiến con chăn không ai bì nổi kia tức khắc dừng lại. Này! Vẻ kinh ngạc thoáng qua trong mắt Lâm Nhất, không ngờ sau khi thăng cấp lên tử phủ, ngựa huyết long lại có thể đốt cháy huyết mạch, phản tổ biến thân. Nhưng có lẽ trạng thái này không duy trì được bao lâu. Ngựa huyết long vừa thăng cấp lên tử phủ vẫn còn hơi non nớt khi đứng trước con chăn tử tinh lôi điện cấp bậc bá chủ này. Phải tranh thủ mới được. Lâm Nhất bình tĩnh lại từ cơn chấn động khi thấy ngựa huyết long biến thân, hắn nghiêm mặt, nhanh chóng rời đi. Một lát sau, khi vừa tìm được một chỗ khá yên lặng, hắn lập tức dừng lại.
Sau khi kiểm tra xung quanh, Lâm Nhất vỗ nhẹ vào túi trữ vật, một thứ xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Kim liên tử hỏa. Đây chính là kim liên tử hỏa mà hắn đã phải chịu trăm cay nghìn đắng, liều cả tính mạng để cướp lấy trước mặt Chân Tử Tinh Lôi Điện. Trong mắt Lâm Nhất có chút bùi ngùi. Hắn vốn định sau khi lấy được kim liên tử hỏa sẽ chuẩn bị kỹ càng rồi mới đột phá tử phủ. Nhưng không ngờ lại phải luyện hóa kim liên trong tình trạng gay gâu như thế này. Cảnh giới tử phủ cần phải cô đọng chân nguyên thành chất lỏng. Một khi thất bại sẽ bị phản phệ, hậu quả khá đáng sợ. Nếu lần đầu đột phá không thành công thì không thể tiếp tục đột phá trong vòng 2 năm trở lại. Hình phạt rất nặng và khủng khiếp. Không thể quan tâm nhiều như vậy được. Lâm Nhất lại vỗ nhẹ vào túi trữ vật, một đống linh ngọc tam phẩm xuất hiện trước mặt hắn. Không nhiều không ít, vừa đúng 600 viên. 1.000 viên linh ngọc tam phẩm lấy từ lãnh giật, trừ số linh ngọc đã dùng để luyện hóa tử diên kiếm kình, số còn lại đều ở đây. Nhiều linh ngọc tam phẩm như thế dùng để đột phá tử phủ, đối với Lâm Nhất thì hoàn toàn dư giả. Nếu không nhờ gặp lãnh giật, dù có nằm mơ hắn cũng không dám dùng nhiều linh ngọc tam phẩm như vậy để đột phá tử phủ. Nhưng nhắc tới chuyện này, ngay cả đệ tử của các thế lực cấp bậc chuẩn bá chủ ở thành U Châu cũng có rất ít người có thể lấy ra nhiều linh ngọc tam phẩm như vậy để đột phá tử phủ. Về phần kim liên tử hỏa thì không cần phải suy nghĩ. Đó là kỳ vật có thể gặp nhưng không thể cầu, tất cả đều dựa vào cơ duyên. Lâm Nhất khoanh chân ngồi xuống, tử diên kiếm quyết lặng lẽ thi triển, một đóa hoa tử diên tỏa ánh bạc hiện lên trên mặt đất, lấy hắn làm trung tâm từ từ nở rộ. Linh ngọc tam phẩm bày ra dưới đất lập tức bị kiếm quyết cắn nuốt và hấp thu một cách điên cuồng. Chân nguyên khô cạn trong cơ thể nhanh chóng được rót đầy với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Một cánh hoa tím của kim liên tử hỏa trong lòng bàn tay phát ra ánh sáng nhạt óng ánh, chậm rãi rơi ra rồi bay về phía miệng Lâm Nhất. Cánh hoa vừa vào miệng liền tan ra. Khi nó vừa tan, toàn thân Lâm Nhất trở nên nóng ran. Một ngọn lửa tím lan rộng ra khắp toàn thân, liên tục thiêu đốt. Không chỉ chân nguyên, lục phủ ngũ tạng của hắn, toàn thân từ trong ra ngoài đều đang bị ngọn lửa tím này thiêu đốt. Những cặn bã do uống đan dược, tạp chất ẩn chứa trong chân nguyên và nội thương trước kia đều bị ngọn lửa tím đốt thành khói đen bốc lên từ huyệt thiên linh trên đầu. Toàn thân cảm giác thoải mái và nhẹ nhàng không nói nên lời, khiến Lâm Nhất hết sức ngạc nhiên. Kim liên tử hỏa đúng là vật thần. Thoáng chốc, Lâm Nhất càng có thêm lòng tin với việc công phá tử phủ. Huyết dịch toàn thân hắn sôi trào, có cảm giác cực kỳ hưng phấn. Có được thứ thần kỳ này, nếu hắn vẫn không thăng cấp lên tử phủ được thì chỉ có thể chứng minh thiên phú của hắn quá kém, không xứng là một võ giả. Lúc này, bên bờ hồ Tử Vân, rất nhiều đệ tử của các tông đã lên bờ và đang dõi mắt nhìn về phương xa. Ở nơi cuối tầm mắt, cơn bão kinh thiên động địa đã dần lắng xuống. Tuy bọn họ không cách nào nhìn rõ, nhưng vẫn có thể cảm nhận được con Chân Tử Tinh Lôi Điện kia nổi giận đáng sợ đến nhường nào. Ta đã chuẩn bị từ trước. Phan Nhạc nở nụ cười thần bí, thấp giọng nói, nếu các vị có thể bỏ ra 700 viên linh ngọc tam phẩm, ta sẽ bỏ ra 300 viên còn lại, con số này đủ để lãnh huynh thi triển trận pháp quỷ đạo một lần nữa. Một khi làm như vậy, không cần phải đích thân ra tay, chúng ta hoàn toàn có thể dựa vào yêu thú để khiến đám người này trọng thương. Khi đó, ta và các ngươi cùng hiện thân, dưới sự ép buộc, Liễu Vân Yên cũng không thể làm gì hơn. Kế hoạch không tệ, nhưng số lượng linh ngọc này có hơi nhiều rồi, sắc mặt Hàn Phi bình tĩnh, thản nhiên nói. Diệp Thương Minh cũng lên tiếng, nếu phải bỏ ra nhiều linh ngọc như vậy, theo ta thấy, khó tránh khỏi được không bù mất. Hai vị yên tâm, ta chỉ dùng số linh ngọc này để kích hoạt trận pháp, sẽ không tiêu hao quá nhiều. Sau khi hành động chấm dứt, ta sẽ hoàn trả đủ số cho các vị, lãnh giật bước lên một bước, mỉm cười và nói. Diệp Thương Minh và Hàn Phi liếc nhìn nhau, cả hai đều có chút dao động. 700 viên linh ngọc là con số không hề nhỏ, nhưng bọn họ có rất nhiều người, đặc biệt là số lượng đệ tử của Phủ Tam Tuyệt còn không ít. Gom lại, có thể sẽ đủ. Thấy hai người đã dao động, Phan Nhạc khẽ cười và nói, nếu đã như vậy thì cứ quyết thế đi, tuy nhiên, vẫn phải thảo luận kỹ một phen.
Sau khoảng nửa ngày, phía bên kia bờ hồ Tử Vân rộng lớn, ở một vùng đất yên tĩnh nằm sâu trong núi rừng, Lâm Nhất đang công phá tử phủ thì đột nhiên, cả người hắn bộc phát hào quang. Ông! Một luồng sức mạnh khiến lòng người hoảng sợ tràn ngập khắp thiên địa, kim liên tử hỏa chỉ còn lại tim sen màu vàng, và lúc này, tim sen đã hóa thành một ngọn lửa đang hừng hực cháy, bao phủ khắp cả người Lâm Nhất, hòa hợp làm một thể với hắn. Ầm! Đến khi cả hai hoàn toàn dung hợp, một luồng khí tức đáng sợ bộc phát từ trên người Lâm Nhất. Chân nguyên khủng bố liên tục đổ về vùng đan điền thông qua 10 sợi huyền mạch, quá trình này tạo thành âm thanh ầm ầm chấn động. Chân nguyên cô đọng thành dịch, một tòa tử phủ màu bạc từ từ hình thành và không ngừng phóng đại. Bỗng nhiên, Lâm Nhất mở mắt ra, trong mắt hắn lóe lên ánh sáng bạc chói lóa. Năm ngón tay hắn nắm chặt thành quyền. Phút chốc, có một luồng sức mạnh cuộn trào trong cơ thể hắn và nó liên tục hội tụ trong một quyền kia. Sức mạnh đáng sợ này khiến cả người hắn run lên, có cảm giác phấn khích không thôi. Đây chính là tử phủ sao? Vừa dứt lời, bàn tay đang siết chặt thành quyền của Lâm Nhất thoáng buông lỏng, kế đó, hắn đánh một chưởng xuống đất. Rầm. Tiếng nổ rung trời vang lên, mặt đất lập tức bị chia năm xẻ bảy, đáng sợ hơn nữa chính là khe hở vẫn còn tiếp tục lan ra ngoài. Phút chốc, cát bụi mù trời, một cái hố sâu khủng bố xuất hiện. Lâm Nhất đứng ở rìa hố, uy áp thuộc về tử phủ từ trên người hắn lan ra ngoài, trong phạm vi 10 dặm. Những gốc đại thụ trống trời đều bị gãy ngang. Phóng mắt nhìn cả một vùng rộng lớn, cổ thụ bị gãy đổ, ngọn cỏ bị uốn cong, thiếu niên đứng sừng sững trong gió hệt như một vị bá chủ. Giống. Đúng lúc này, có tiếng gào thét quen thuộc vang lên, Lâm Nhất nhíu mày, ngẩng đầu nhìn. Nơi phát ra tiếng gào rú, trong ngọn núi bảo lóe lên hào quang màu tím, có điện quang xé rách hư không, đó chính là khí thức của Chân Tử Tinh Lôi Điện. Nó vẫn đang giằng co với ngựa huyết long. Ngay lập tức, bóng dáng thiếu niên hệt như tia lửa, thoát cái biến mất. Rầm rầm rầm. Nơi sâu trong sơn mạch huyết cốt, giữa khu rừng rậm rạp, hai con yêu thú đang giao chiến tạo thành hiện trường vô cùng hỗn loạn. Nhân vật chính của trận đại chiến này chính là Chân Tử Tinh Lôi Điện hung thú đáng sợ cấp bá chủ và ngựa huyết long vừa thăng cấp lên tử phủ. Ngựa huyết long đã quay về hình thái chiến mã. Trên người nó chẳng chịt vết thương, máu tươi đầm đìa, khí tức cực kỳ yếu ớt. Nhưng nó vẫn cố chấp không chịu thua, không ngừng di động trong khu rừng. Nó dựa vào ưu thế tốc độ của mình để tránh thoát công kích từ Chân Tử Tinh Lôi Điện, sau đó nhân cơ hội quay lại nhanh như chớp, hung hăng cắn đối phương một cái. Trước đó, Chân Tử Tinh Lôi Điện vô cùng dũng mãnh và hung hãn, nhưng hiện tại trông nó cũng rất thê thảm. Nhất là vết thương ở đuôi. Nhìn thấy mà giật mình. Có thể thấy được, non nửa đoạn đuôi của nó đã bị ngựa huyết long cắn đứt. Hiển nhiên, Chân Tử Tinh Lôi Điện cực kỳ phẫn nộ vì điều này. Toàn thân nó bộc phát sự hung hãn và sát ý vô tận. Tiếc là tốc độ của ngựa huyết long quá nhanh, nên vào những thời khắc nguy hiểm đều có thể tránh thoát được, chọc cho Chân Tử Tinh Lôi Điện bừng bừng lửa giận. Cái đầu ngốc này. Lâm Nhất lẳng lặng tiến đến gần. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hắn không nhịn được bật cười. Thật không ngờ ngựa huyết long lại ép con Chân Tử Tinh Lôi Điện kia đến tình cảnh hiện tại, ngay cả đuôi cũng bị cắn đứt. Nếu không phải vì lời dặn của hắn, e là nó đã sớm chạy trốn. Lâm Nhất ngước mắt nhìn, tình trạng hiện tại của Chân Tử Tinh Lôi Điện hoàn toàn không sánh bằng dáng vẻ oai vệ lúc ở trong hồ Tử Vân trước đó. Sau khi rời khỏi hồ nước, vết thương không được chữa trị. Giờ con Chân Tử Tinh Lôi Điện này chả khác nào nỏ mạnh hết đà. Dừng lại đi. Bỗng nhiên, trong mắt Lâm Nhất lóe lên tia sáng lạnh, kiếm ý tiên thiên hoàn toàn được phóng thích. Ông! Tiếng kiếm ngân vang khắp trời đất, kiếm ý khủng bố từ trên người hắn sộc thẳng lên trời. Phút chốc, kiếm âm trong trẻo và thánh khiết quanh quẩn khắp mọi ngóc ngách, liên miên không dứt. Cuồng phong nổi lên, bụi đất mù mịt. Từng gốc cổ thụ chọc trời liên tục bị chấn gãy. Chân Tử Tinh Lôi Điện đang đuổi giết ngựa huyết long thình lình xoay người, đôi mắt đỏ như máu nhìn chòng chọc vào Lâm Nhất. Giống. Chân Tử Tinh Lôi Điện lập tức gầm lên một tiếng đầy giận dữ, uy áp khủng bố bộc phát, nó hùng hổ trườn về phía Lâm Nhất với tốc độ tia chớp.
Đúng là đồ thù dai, sắp chết đến nơi rồi vẫn không chịu buông tha ta. Nhìn Chân Tử Tinh lôi điện trườn nhanh đến, Lâm Nhất nhếch môi cười, sát ý lạnh lẽo trong mắt dần ngưng tụ. Súc sinh không biết sống chết, mi tưởng ta vẫn còn như lúc trước, mặc cho mi khi dễ à? Nhớ đến tình cảnh thê thảm của mình khi bị con chăn lôi này điên cuồng đuổi giết lúc ở Hồ Tử Vân, trong lòng Lâm Nhất bỗng dâng lên lửa giận ngút trời. Bên trong tử phủ, dòng chân nguyên bạc óng sóng sánh hệt như con sóng dập dềnh trên mặt hồ. Ở giữa hồ có một đóa tử diên màu tím bạc đang lẳng lặng nở ra. Phút chốc, chân nguyên hùng hậu và cô đọng bắt đầu chảy xuôi khắp các kinh mạch trong cơ thể hắn. Uy áp thuộc về tử phủ bộc phát từ trên người Lâm Nhất, thoáng chốc nghiền nát uy lực của chăn lôi. Còn chưa chính thức giao thủ, chỉ khí thế va chạm thôi mà đã tạo thành dư chấn đáng sợ đến như vậy. Một kẻ thoát thai hoán cốt, khí thế như mặt trời ban trưa, một kẻ đã là nỏ mạnh hết đà, sức lực cạn kiệt. Ai mạnh ai yếu, vừa nhìn là rõ. Chân Tử Tinh lôi điện đang điên cuồng xông đến thì bị uy áp tử phủ của Lâm Nhất nổ bay ra ngoài, phút chốc kêu lên một tiếng đầy sợ hãi. Ánh mắt nó khi nhìn Lâm Nhất lóe lên tia hoảng sợ, vội xoay đầu chạy thục mạng về phía Hồ Tử Vân. Muốn đi à, muộn rồi. Lâm Nhất khẽ quát một tiếng, giơ tay nắm lấy chuôi kiếm táng hoa. Ngay khoảnh khắc năm ngón tay hắn siết chặt chuôi kiếm, vòng trời bỗng trở nên u tối, mây đen cuồn cuộn, bầu không khí như bị đè nén, báo hiệu một cơn giông tố sắp kéo đến. Bá kiếm bôn lôi chảm điện. Khi kiếm táng hoa ra khỏi vỏ, Lâm Nhất bay vọt lên trời, chém ra một kiếm. Một luồng điện mạnh mẽ và dữ tợn lập tức bắn thẳng ra, không gian xung quanh phút chốc bừng sáng bởi kiếm quang, dường như thời gian cũng dừng lại ngay khoảnh khắc này. Răng rác. Đến khi hào quang tan hết, con chăn lôi dài khoảng vài trăm mét đang tung người nhảy xuống Hồ Tử Vân đã bị chém thành hai nửa giữa không trung. Lâm Nhất tra kiếm vào vỏ, người đang ở giữa không trung lại đi trong chớp nhoáng. Thình thịch. Lúc hắn rơi xuống đất, thi thể đã bị cắt thành hai đoạn của chăn lôi cũng ầm ầm rơi xuống, khiến mặt đất rung chuyển liên hồi. Lâm Nhất duỗi tay ra, lấy đi yêu đan của chăn lôi. Đó là một viên yêu đan màu đỏ tím, sâu bên trong ngưng tụ một ngọn lửa màu vàng, phát ra uy áp bá chủ đáng sợ. Linh khí cuồn cuộn ẩn chứa bên trong càng khiến người ta cảm thấy chấn động. Hiện tại, Lâm Nhất vừa mới thăng cấp lên tử phủ, đây là khoảng thời gian rất cần tài nguyên. Tuy nhiên, khi hắn liếc thấy ánh mắt trông mong của Ngựa Huyết Long thì... Cho ngươi! Lâm Nhất mỉm cười, thản nhiên đưa viên yêu đan trong tay cho Ngựa Huyết Long. Từ trước đến nay, hắn chưa từng keo kiệt với nó. Ngoại trừ yêu đan, tất cả những thứ trên người Chân Tử Tinh lôi điện cũng đều là bảo bối hiếm có. Vải chăn màu tím ẩn chứa năng lượng hỏa tinh khiết, lại có sức phòng ngự kinh người. Đây quả thực là tài liệu quý giá để luyện chế bảo giáp, có thể bán được giá cao. Còn túi mật rắn màu tím kia thì e là công dụng cũng không tệ, thịt rắn có thể dùng để nướng, nghĩ thôi đã thấy vô cùng thơm ngon. Đương nhiên, nếu nói thứ có giá trị cao nhất thì đó chính là cái sừng nằm trên đỉnh đầu chăn lôi. Trong đó ẩn chứa lực lượng sấm sét hùng hậu, thậm chí có thể điều khiển linh khí thuộc tính lôi trong trời đất, diễn hóa thành tia chớp hoặc ngọn giáo sét để giết địch. Sau khi thu lấy toàn bộ tài liệu trên người yêu thú, Lâm Nhất khoanh chân ngồi xuống. Cách đó không xa, Ngựa Huyết Long đang hấp thu viên yêu đan kia, lúc này, trên người nó được bao phủ bởi một tầng ánh sáng đỏ đáng sợ. Có thể lờ mờ cảm nhận được khí tức trên người nó đang không ngừng tăng lên, dường như có dấu hiệu đột phá. Cũng đúng, con Chân Tử Tinh lôi điện này vốn là yêu thú cấp bá chủ, cảnh giới âm huyền đại thành, hơn nữa đã sống mấy trăm năm. Vì thế, yêu đan của nó cực kỳ quý giá. Nếu có thể hấp thu và luyện hóa thì đó thật sự là một cơ hội lớn giúp Ngựa Huyết Long trực tiếp đột phá. Không biết mấy người Liễu Vân Yên sao rồi? Lâm Nhất tiện tay lấy ra một đóa kim liên tử hỏa, bắt đầu ngắm nghía. Có lẽ bọn họ cho rằng hắn đã chết. Liễu Vân Yên thì không sao, nhưng cô nhóc Bạch Vân kia chắc sẽ rất đau buồn, phải mau chóng đuổi theo bọn họ mới được. Nếu không đến kịp trước khi bọn họ lên thuyền thì rắc rối to.
dù gì thì hắn cũng đã đồng ý với Liễu Vân Yên rằng sẽ mang Kim Liên Tử Hỏa về cho nàng ta. Có lẽ vấn đề cũng không quá lớn, có Ngựa Huyết Long ở đây, hắn sẽ nhanh chóng đuổi kịp bọn họ. Thời gian dần trôi qua, bất giác đã một đêm, ánh mặt trời chiếu rọi sơn mạch huyết cốc u ám, xua tan không ít hoang mang và lo lắng, khiến khu rừng không quá tăm tối. Lúc này, trong rừng có một đoàn người đang di chuyển với vẻ mặt sa sút. Người dẫn đầu mặc một bộ váy dài, sắc mặt lạnh tanh, nhưng vẻ ngoài của người nọ lại xinh đẹp đến kinh người. Có điều, giữa hai đầu lông mày là mây đen không cách nào tiêu tán, mang đến cảm giác xa cách. Hiển nhiên, đó chính là Liễu Vân Yên, người có khát vọng lớn lao với Kim Liên Tử Hỏa. Sư tỷ, đây là nơi lần đầu chúng ta hạ trại. Bên cạnh nàng ta, một thiếu nữ bỗng nhiên bước lên trước, chỉ về phía doanh trướng lộn xộn phía trước và nói. Đến đây cũng có nghĩa là không bao lâu nữa, bọn họ sẽ chính thức rời khỏi sơn mạch huyết cốt. Nghĩ đến việc mình ra đi tay trắng, trong lòng Liễu Vân Yên tràn đầy cảm giác thất vọng. Bất giác, nàng ta nhớ đến cái đêm Lâm Nhất khiển trách Lục Tư Âm. Thiếu niên kia ra tay rất tàn nhẫn, không hề có một chút thương hương tiếc ngọc. Thế nhưng hắn, vì nàng ta mà. Liễu Vân Yên lắc đầu, cho đến bây giờ, nàng ta vẫn không hiểu hành động của Lâm Nhất. Biết rõ sẽ phải chết nhưng vì đã hứa với nàng ta mà không chút ngần ngại đối mặt với Chân Tử Tinh Lôi Điện. Nàng ta liếc nhìn Bạch Vân thì thấy cô nhóc kia đang thất thần nhìn về phía doanh trại. Sắc mặt Liễu Vân Yên thoáng dịu đi, khẽ nói, nhóc con, đừng nghĩ nhiều. Chắc chắn cô gái nhỏ đang nhìn vật nhớ người, cũng giống như nàng ta, nhớ đến Lâm Nhất. Nhưng Lâm Nhất đã chết ở Hồ Tử Vân, hắn không thể quay về được nữa, nhớ thì cũng chẳng có ích gì, chỉ khiến bản thân thêm khó chịu mà thôi. Bạch Vân ngẩng đầu hỏi, sư tỷ, tỷ nghĩ Lâm Đại ca có quay về không? Nghe vậy, Liễu Vân Yên thoáng rùng mình, nhếch môi nở một nụ cười cay đắng. Nàng ta không biết nên trả lời câu hỏi này như thế nào. Các đệ tử khác của Thư viện Thiên Phủ cũng im lặng, sắc mặt cả đám trông rất khó coi. Cách xử sự của Lâm Nhất đã sớm thuyết phục được bọn họ, khiến bọn họ cảm thấy khâm phục không thôi. Thế nhưng không ai có lòng tin hắn sẽ quay về, bởi vì một khi bị con Chân Tử Tinh Lôi Điện kia để mắt, há có thể dễ dàng thoát thân. Tuy nhiên, Bạch Vân lại cười nói, sư tỷ, ta tin chắc Lâm Đại ca sẽ quay về. Cô bé ngốc. Trong mắt Liễu Vân Yên lóe lên tia dịu dàng, khẽ cười nói. Ta không ngốc. Lâm Đại ca chắn chắn sẽ quay về, cô gái nhỏ bĩu môi, nói với vẻ cố chấp. Ồ, chậc chậc, thật thú vị, đến bây giờ mà người của Thư viện Thiên Phủ vẫn còn tin vào tên công tử táng hoa chó má kia à? Tin hắn còn sống ư? Đúng lúc này, đằng sau bỗng xuất hiện vài bóng người. Phan Nhạc của Lầu Huyết Phủ, Hàn Phi của Phủ Tam Tuyệt, Tán Tu Diệp Thương Minh cùng hiện thân. Phía sau ba người họ còn có một lượng lớn đệ tử của Phủ Tam Tuyệt và Lầu Huyết Phủ, cả đám nhìn chòng chọc vào người của Thư viện Thiên Phủ bằng ánh mắt bất thiện. Phan Nhạc. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 60.